Alo, alo, xin chào các bạn. Các bạn thấy slide chưa? Alo, mọi người thấy slide chưa? Ok. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là về một số kỹ thuật xử lý ảnh căn bản. Thì có khá nhiều kiến thức trong bài này. Nó không đơn giản, nó không đơn giản chỉ là những kiến thức mà về xử lý ảnh mà chúng ta còn còn nó còn giúp chúng ta giải quyết những cái câu chuyện liên quan đến tiền xử lý hoặc là hậu xử lý, hoặc là đôi khi những cái kỹ thuật xử lý ảnh này nó dễ dàng nó đáp ứng được cái một số bài toán cho chúng ta mà chưa cần phải dùng đến deep learning. Chúng ta nhớ là chúng ta phải học cả hai phương pháp, là phương pháp shallow lẫn phương pháp là deep learning, tại vì cả hai phương pháp này trong công nghiệp á, trong công nghiệp họ đều dùng hết. Lúc họ dùng deep learning, lúc họ dùng shallow learning ha. Shallow learning. Lúc họ dùng deep learning ha. Thì cả hai phương pháp này nó đều cần đến kỹ thuật xử lý ảnh ha, thông thường. Thì ở đây chúng ta thầy sẽ gom khá nhiều kiến thức xử lý ảnh trong hôm nay. Thì nội dung này sẽ là bạn thấy chúng ta sẽ mô tả sẽ giới thiệu về cái việc mà biểu diễn hình ảnh. Chúng ta giới thiệu một số không gian màu ảnh để chúng ta hiểu hơn về không gian màu. Hiểu về không gian màu thì chúng ta sẽ biết lựa chọn như thế nào nó phù hợp bài toán chúng ta. Đôi khi cái sự lựa chọn input nó quan trọng lắm bạn. Mà input chọn đúng không gian màu á, thì nó sẽ giải quyết câu chuyện đơn giản hơn. Hoàn toàn chọn sai không gian màu thì nó sẽ câu chuyện sẽ khó hơn. Hoặc là chúng ta có thể giảm chiều ha. Ví dụ những kênh màu nào không cần thiết chúng ta có thể bỏ đi. Tiếp theo là về lấy mẫu và giảm và quantization, cái này rất là khó dịch ha, là lượng tử hóa, nhưng mà lượng tử hóa thì dịch thì kỳ lắm. Chúc các bạn sẽ hiểu quantization là gì ha, nếu thầy dịch là lượng tử hóa thì cũng không biết đúng hay không. Rời rạc hóa thì may ra ha. Spatial filtering tức là một số kỹ thuật liên quan đến xử lý trực tiếp trên ảnh. Thì những cái kỹ thuật spatial filtering này với các kỹ thuật morphology operation, những kỹ thuật này nếu bạn viết khéo một chút thì bạn có hoàn toàn có thể tạo ra rất nhiều ảnh từ những ảnh đang có. Có nghĩa là bạn sẽ tạo ra tính variant cho những bức ảnh của mình và từ đó máy nó sẽ học dễ dàng hơn. Ví dụ như bạn có một bức ảnh cần đi mây ha, rồi bạn sẽ tạo ra những cái variant cho nó. Variant cho nó ha. Thì như vậy bạn sẽ tạo variant cho nó thì đó máy học nó sẽ hiểu hơn ha. More understand hơn. More understanding ảnh hơn. Tại vì nếu một bức ảnh mà bạn không tạo các variant của nó thì nó sẽ tự suy luận. Trong cái đó nếu bạn tạo rồi thì nó không cần phải suy luận nữa. Mình như là nó sẽ hiểu chính xác luôn, hiểu chính xác vấn đề luôn. Như vậy là quá trình training của bạn sẽ rất là nhanh, không cần phải quá lâu. Nếu mà bạn không tạo variant của nó thì nó sẽ học lâu để nó hồi tụ, nó hiểu hết vấn đề. Như vậy dẫn đến câu chuyện là có thể là chúng ta sẽ không đủ dữ liệu, hoặc là có thể là máy nó chưa có thể học được rõ ràng bức ảnh đó ha. Thì cách tốt nhất là chúng ta nên tạo variant cho nó thì nó sẽ tốt hơn, thì bức ảnh thì máy nó sẽ chọc dễ hơn, dù là deep learning hay shallow learning ha. Thì ở đây những kỹ thuật này là những kỹ thuật bạn có thể, ngoài ra những kỹ thuật này nó giúp cho bạn có thể thực hiện thao tác là post processing. Post processing là gì các bạn? Post processing có nghĩa là hậu xử lý. Đôi khi tiền xử lý hoặc là deep learning nó chỉ giải đến một cái task vụ A thôi, nhưng mà nó vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu khách hàng. Thì chúng ta sẽ dùng một số cái morphology operation để chúng ta có một cái post processing cuối cùng để nó đáp ứng yêu cầu khách hàng. Hoặc là đôi khi khách hàng sẽ yêu cầu những cái bài toán xử lý ảnh thông thường ha, hơn là bài toán liên quan đến prediction hay classify, đúng không? Ví dụ khách hàng người ta muốn up một bức ảnh họ lên, rồi họ muốn bức ảnh nó được dán lên tường nhỉ. Được 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 bức ảnh đó được 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 đưa vào một cái khung ảnh trên tường ha. Như vậy là câu chuyện đó nó liên quan hoàn toàn là mà xử lý ảnh chứ không có liên quan deep learning gì đây ha. Rồi chúng ta có một cái không gian miền tần số, thì không gian miền tần số giúp chúng ta nén ảnh nè, giúp chúng ta có thể làm rõ ảnh nè, hoặc là mờ ảnh nè, hoặc là giúp chúng ta có thể là phân tích ảnh luôn, đúng không? Như vậy không gian miền tần số là chúng ta cũng nên nên biết về nó, không nên bỏ qua nó, tại vì đôi khi sau này chúng ta không biết trước tương lai đâu. Ví dụ có thể vài năm nữa thì không gian miền tần số nó sẽ quay trở lại ha, nó comeback lại và nó sẽ đóng một vai trò ở đó trong deep learning, đúng không? Bây giờ chúng ta cũng nên học, khi mà học xử lý ảnh ta nên học nó luôn ha. Và ở đây chúng ta có hai cái ứng dụng là face recognition và traffic side detection application. Hai ứng dụng này thầy sẽ có hai hai ứng dụng này sẽ cung cấp cho các bạn là có hai hướng tiếp cận. Một là hướng tiếp cận dùng deep learning,
tức là dùng những mô hình mà người ta đã train và mình sẽ mang về mình train tiếp, hoặc là mình mang về mình chạy thử coi kết quả như nào. Hai là mình thầy sẽ dùng về xử lý ảnh ha, để các bạn thực hiện các comparison, so sánh coi cái nào tốt hơn cái nào. Thì riêng application này đúng là hôm nay các bạn có ha, nhưng mà máy của thầy cái Anaconda nó bị lỗi á, nên chưa kịp chuẩn bị bạn. Nhưng mà yên tâm ha, hôm nay mình học xong lý thuyết thì bữa sau mình sẽ tập trung vào phần ứng dụng, tức là bữa thứ sáu mình sẽ tập trung vào phần này ha. Trước đó thầy sẽ gửi cho bạn để bạn chạy trước. Đây là hai ứng dụng của cái phần này. Nay mình cố gắng hoàn thành phần lý thuyết ha, cũng khá nhiều nhưng mà sẽ cố gắng hoàn thành, thì tin là các bạn mình sẽ hiểu một số vấn đề. Thì ở đây mình nói lại cho nó kỹ một chút ha. Thật ra thì những bạn nào đã hiểu về ảnh số thì cũng nên nghe kỹ hơn để chúng ta hiểu rõ hơn về bức ảnh. Thì thực chất bức ảnh của chúng ta nó là một cái, nếu mà chúng ta nhìn từng điểm ảnh ấy, thì nó là rời rạc chứ không phải liên tục, nhưng mà nó rời rạc thì mỗi điểm ảnh của chúng ta nó sẽ là một cái gồm có ba thông tin là red, green, blue. Ba thông tin này nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ tạo ra một cái điểm ảnh. Điểm ảnh này khi mà đi vào võng mạc chúng ta nó sẽ nhận diện là một cái màu sắc nào đó ha, theo sự kết hợp của ba thông tin này. Thì rõ ràng là cái việc mà một bức ảnh trong thế giới thực nó đi qua một cái camera và nó cứ chiếu lên một cái mặt phẳng nào đó, ví dụ như nó có thể là một cái mặt phẳng trên trong trong một cái camera hoặc là chiếu lên võng mạc chúng ta, thì tất cả nó đều là rời rạc hóa. Nhưng mà vấn đề là do nó dense quá, nó mịn quá nên chúng ta tưởng nó liên tục, thật ra nó rời rạc. Như vậy rõ ràng chúng ta xử lý ảnh đơn giản là chúng ta đang xử lý một cái ma trận số. Ma trận này sẽ là ba chiều, thông thường sẽ là ba chiều, nó là chiều red, chiều green, chiều blue ha, ba chiều đó, một cái điểm ảnh đó, ý là nó một cái điểm ảnh đó. Còn cái ma trận ảnh thì ma trận hai chiều, nhưng mà một điểm ảnh là sẽ là một vector ba chiều ha. Đó. Thì như vậy là rõ ràng là cái sự kết hợp của này nó đủ để nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm nhận về màu sắc trong thế giới thực. Thật ra thì cái dải màu của chúng ta nó không phải là trọn vẹn đâu ạ, nó là dải màu mà bị giới hạn rất nhiều. Sẽ có những con vật, sẽ có những cái thiết bị khác có thể nhìn những dải màu tốt hơn. Thế là chúng ta không biết được. Ví dụ như trời sáng chói lóa nó không nhìn được gì ngoài ánh sáng trắng, nhưng mà những con vật khác nó có thể nhìn được những cái màu khác trong ánh sáng trắng ha. Thì rõ ràng cái rang màu chúng ta nó chỉ có bằng đó thôi, và chúng ta nhận biết bằng đó thôi, và chúng ta rõ ràng là nó không phải là maximum ha, nó chỉ là cái phần mà trong cái rang nhìn chúng ta, để chúng ta hiểu thôi. Thì bạn cũng phải hiểu là một cái điểm ảnh chụp thực tế, một cái màu sắc thực tế nó đã đi qua một cái function để nó rời rạc hóa thành một cái điểm ảnh trên trên bức ảnh ha. Thì thường chúng ta sẽ, nếu mà bạn tách riêng thành ba cái một bức ảnh gốc, tách riêng thành ba bức ảnh là một bức ảnh red, một bức ảnh green, một bức ảnh blue, thì chúng ta để ý ảnh là kỹ là ba bức ảnh này nó sẽ hiển thị thông tin khác nhau. Nó không còn là một điểm ảnh, không còn là ba chiều nữa, mà một điểm ảnh giờ chỉ còn một chiều thôi. Nhưng mà một chiều này nó sẽ phản ánh thông tin liên quan đến đến sắc tố đỏ, sắc tố xanh, green và sắc tố blue. Và câu hỏi là tại sao chúng ta phải dùng ba kênh màu red, green, blue mà không dùng ba kênh màu khác? Thật ra chúng ta vẫn có ba kênh màu khác ha, nhưng mà red, green, blue là ba kênh màu có thể đại diện. Chúng ta thấy tivi nè, tivi chúng ta chiếu nó cũng vậy. Chúng ta có những kênh màu đại diện cho cái không gian màu đó. Nó giống như là không gian acrylic á, cũng là không gian đại diện cho không gian gốc. Thật ra chúng ta có thể dùng không gian khác ha. Thì red, green, blue là ba cái kênh màu, và nó cái giá trị của nó gọi là nó trực giao với nhau. Tại vì người ta cần ba kênh màu nó trực giao với nhau thì nó mới tạo thành một không gian. Thì red của mình đó, red của mình nó sẽ là gì các bạn, nó sẽ là giá trị là 255 không không đúng không các bạn đó. Còn green green mình là 0255 không, và blue của mình là 0025. Thì nếu bạn để ý kỹ này nó trực giao với nhau. Cái này mà bạn nhân dot product với này sẽ bằng không đúng không? Hai này nhân dot product á, dot product là có nghĩa là nhân 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 nhân, nhân là kiểu mà cái này nhân với này, cái này nhân với này, nhân với này. Tương tự. Thì ba cái này nó trực giao với nhau nên người ta lấy ba kênh màu này làm ba kênh màu gọi là chuẩn để đánh giá một cái điểm ảnh ha. Thật ra có rất nhiều cách khác đúng không? Như bạn có thể đổi chị khác, nhưng mà ba này là ba nhân nhau, nó vuông góc với nhau ạ, trong không gian nó vuông góc với nhau. Người ta chọn ba kênh này.
Thì đối với một bức ảnh gốc á, thì bạn có rất nhiều cái, nếu bạn làm khéo một số bước á, thì bạn có rất nhiều, bạn có thể tạo rất nhiều ảnh. Và cái hình quá trình tạo ảnh này bạn giống như kiểu bạn đang làm giàu thêm ảnh đó. Ví dụ như hoặc là bạn lấy một số thông tin đặc trưng của ảnh. Ví dụ một bức ảnh hình con này đi, bạn chỉ cần lấy trung bình thôi, bạn sẽ lấy trung bình tất cả các kênh màu, trung bình tất cả kênh màu, có nghĩa là tất cả kênh màu bạn lấy trung bình lại ha, thì bạn sẽ có được cái màu ngoài cùng này. Thầy lấy trung bình xong rồi thầy gán những cái điểm ảnh nó ngoài cùng này nè, bởi cái giá trị trung bình đó thì thầy gán, thầy nhận thấy là gì các bạn? Thầy nhận thấy là cái giá trị trung bình này nó sẽ bằng đúng cái màu màu chính của bức ảnh này. Bức ảnh này mặc dù có cái màu thân cây, có cái màu vàng, có màu đen, nhưng mà khi lấy trung bình thì màu chính của bức ảnh này vẫn là màu này, đúng không? Đó, như vậy là chúng ta có image average, chúng ta sẽ lấy được màu chính của bức ảnh. À, trong trường hợp mà chúng ta muốn bức ảnh nó sáng lên đó, thì chúng ta sẽ nhân mỗi kênh màu với 1.5. Mỗi kênh màu của chúng ta là RGB đó, từng cái điểm ảnh này nè, chúng ta nhân thêm một lượng 1.5 cho tất cả các kênh luôn, RGB luôn, thì bức ảnh này nó sẽ sáng lên. Tất nhiên là chúng ta có rất nhiều cách để làm bức ảnh nó sáng lên, nhưng mà cách đơn giản nhất là chúng ta nhân thêm một lượng thôi. À, nhân một lượng. Thì có những cách khác làm sáng nó tốt hơn, ví dụ có những cách mà chúng ta làm cho cái bức ảnh này, con này nó sáng lên nhưng mà thân cây nó vẫn tối đi. À, thì cái đó chúng ta sẽ học trong bài tiếp theo, những cái bài tiếp theo. Còn đây là đơn giản nhất là chúng ta nhân 1.5. À, thì như vậy rõ ràng là những cái giá trị màu red, green, blue mà nó càng tiến về giá trị 255 á. Ví dụ chúng ta muốn nhân 1.5 đi, ví dụ chỗ này là 10 đi, 10 nhân 1.5 đúng không? Ra nhiều quá, 150 đúng không? Đó, 10 nhân 1.5 ha, 10 nhân 1.5 thì ra 150. Thì nó tiến về 25 đúng không? Thì đã làm cho những cái màu này cho nên sáng hơn. À, cái này vẫn là 25 nha, nhân 1.5 nữa nó vẫn 25 đó. Tại vì chúng ta bắt buộc mọi kênh màu maximum là 25, không thể vượt hơn nữa. Như vậy là red blue chúng ta đã sáng lên ha. Và nếu bạn càng nhanh nữa thì nguyên bức ảnh này nó dần dần nó thành màu trắng luôn. À, tại vì màu trắng của chúng ta là pixel gì các bạn? White của chúng ta là gì khoảng 25 đúng không? Đúng không? Tại bạn cứ nhân 1.5 liên tục đi, những con số này sẽ tiến 25. Nếu đề là khác không ha, nếu đề là khác không, ví dụ đây là 10 đi. Đây là 2 đi ha. Đây là 3. Đó, chúng ta cứ nhân 1.5 dần dần thì nó tiến đến đây, nó sẽ tiến ngoài. Nghe nó sáng hơn, đúng không? 25500 là cái trục chuẩn của nó, cái màu chuẩn của nó, cái màu người ta gọi là màu pure, pure ha, pure. À, 25. Còn nếu mà không phải không không thì nó không, mà nó là màu có pha đúng không, có pha ánh sáng hay cái gì đó nó làm cho không còn chuẩn nữa. Thì khi mà màu không chuẩn mà nhân với 1.5 liên tục thì nó sẽ sáng dần lên, và nếu mà maximum thì nó sẽ màu trắng luôn ha. Làm sáng ạ. Chúng ta có những kỹ thuật làm sáng khác mà sao học sau ha. Rồi chúng ta có thể lấy bức ảnh 255 là bức ảnh trắng nè, on white chúng ta trừ đi cái ảnh mà gốc chúng ta đang có, tức là tất cả kênh nó đều trừ nhau, thì chúng ta ra cái ảnh này gọi là ảnh negative ha, ảnh âm bản, gọi là ảnh âm bản ha, ảnh âm bản có nghĩa là ảnh âm bản ha, âm bản thì nó sẽ bằng ảnh white trừ đi ảnh gốc đúng không, white là tất cả điểm ảnh đều như vậy, trừ đi ảnh gốc là từng điểm ảnh nó sẽ là cái gì đó không biết ha, đúng không? Thì như vậy là chúng ta sẽ có ảnh âm bản ha, ảnh âm bản các phần tử này nó bị ha. À, nó có cả giá trị âm luôn ha, âm dương luôn ha. À, 25 trừ là dương hết đúng không? Giá trị âm bản thôi. Đúng không? Rồi chúng ta có chuyển chuyển ảnh sang ảnh xám. Thì bây giờ một một cái điểm ảnh của chúng ta gồm 3 giá trị đúng không? Một cái bức ảnh chúng ta ha ở vị trí XY đúng không? XY là trong cái không gian bức ảnh là chiều ngang chiều dọc đó, thì chúng ta sẽ có ba cái kênh màu là red, green, blue đúng không ạ? Red, green, blue bằng bao nhiêu đó không biết ha. Đúng không? Bây giờ chúng ta muốn tại vị trí một điểm ảnh mới y phẩy đi, xy đi, nó không còn là ba giá trị nữa mà nó bằng một giá trị duy nhất, nó bằng một cái h đi, đúng không? Mình muốn nó bằng một cái h, như vậy rõ ràng mình muốn một điểm ảnh đây nó chỉ là đơn giản là một giá trị thôi chứ không phải là ba giá trị. Thì cái h này mình có thể tính bằng công thức gì các bạn? Cái trung bình đúng không? Rồi mình sẽ lấy red cộng green nè, cộng blue nè, chia ba đúng không? Chia ba. À, average đúng không? Average. Thì như vậy mình sẽ lấy ba này cộng lại chia ba mình ra h. Như vậy cái màu chúng ta bị triệt tiêu nó sẽ còn là ảnh này. Và ảnh này người ta gọi là ảnh rescale ha, ảnh rescale. Tức là từng điểm ảnh nó chỉ là một con số thôi. Không? Từng ảnh số. Thì
À, ứng dụng ảnh âm bản là gì? Ví dụ như bạn có cái ảnh, bạn có một bức ảnh, bạn có một bức ảnh mà về về y khoa đó, bức ảnh về y khoa, bức ảnh y khoa thì thường nó chỉ có trắng và đen đúng không mọi người? Bức ảnh y khoa khi mà chụp MRI á, chụp MRI á, y khoa mà chụp MRI á, MRI, bạn search MRI ảnh y khoa ha, ảnh y khoa MRI, nó chỉ có cái dải màu của nó, dải màu của nó rất là rộng ha, nó không phải là 0,25 đâu, nó có thể là từ 0 đến 6.000 mấy, đến mấy ngàn luôn ha, đến 6.000 mấy mấy ha, rất là nhiều ha, đúng không? Nhưng mà rõ ràng, nhưng mà nó không có một, nó không có ba kênh màu đâu, mà nó là ảnh âm, ảnh 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 từ ảnh giải của nó là từ 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 sáng sang tới tối ha, sang tối đúng không, sang tối. Thì nếu mà chúng ta thấy chúng ta muốn biến, chúng ta biến một bức ảnh mà từ sáng tới tối của ảnh y khoa thành ảnh âm bản, nhiều khi chúng ta sẽ nhìn thấy những khối u, hoặc chúng ta nhìn thấy những cái vết, gọi là vết 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 vỡ mạch máu hay gì đó. Tức là đôi khi ảnh âm bản trong MRI nó sẽ tốt hơn ảnh gốc. Ảnh gốc nhiều khi máy nó học nó sẽ nhìn khó khăn hơn, hoặc là chúng ta xác minh đối tượng khó khăn hơn, mà chúng ta chuyển ảnh âm bản chúng ta sẽ nhìn nó dễ hơn, đúng không? Ở đây mình có thể sờ thử một bức ảnh ha. Các bạn có câu hỏi cứ hỏi, sao đâu, mình đang học mà với nhau mà. Rồi, ảnh âm bản ha, mình có ảnh y khoa là MRI, MRI tạm thời là brand đi, ảnh chụp não người đi ha. Đó, bạn thấy không? Đó thì mình bạn bạn thấy mấy cái chỗ tối này không? Mấy chỗ tối nè. Đó. Nếu mình tính ảnh âm bản này nè, mấy chỗ này thành sáng và sáng thành tối ha. Ảnh âm bản như mình gọi, như tiếng Anh gọi là complement đó. Đó, bạn thấy không? Đây. Đây là cái bạn dễ nhìn nhất nè. Đây là ảnh gốc nè, đây là ảnh âm bản nè. Phải không ta? Không phải, đây là ảnh âm bản. Mình sờ thử đi, có ảnh âm bản nè, ví dụ bạn thấy không đó, cái phần sáng nó, cái phần tối nè hả, không đi mân ảnh âm bản đó, ví dụ như bạn muốn nhìn thấy cái phần tối này nó thành sáng và thành sáng thành tối thì mình sẽ dùng không đi mân, không đi mân người ta gọi là không đi mân ảnh âm bản đó, y khoa hay dùng ảnh âm bản lắm. Còn không thì trong trong nếu mà trong rửa phim á, trong rửa phim các bạn cũng để ý ha, trong rửa một bức phim á, thì ảnh cũng âm bản, nhưng mà lúc quá sẽ có một quá trình convert, tại vì cái giá trị chụp của nó rất là lớn ha, nó sẽ convert lại, nhưng mà thường thì thấy trong ảnh y khoa nhiều hơn. Ok, thường ảnh âm bản thì ít dùng ha, chỉ ảnh y khoa thì mới bắt đầu thì mới nghĩ ảnh âm bản ha. Rồi để ảnh xám thì thường là nếu mà chúng ta muốn lược bỏ thông tin màu á, bởi vì nếu chúng ta giảm chiều á, nếu chúng ta không dùng RGB á, mà chúng ta chỉ cho máy nó học trên một cái giá trị duy nhất thôi, một cái ma trận thôi ha, thì chúng ta sẽ giảm rất là nhiều, nó giảm từ 3 chiều xuống còn có một chiều thôi ha, thì máy nó sẽ học, trong một số trường hợp nó sẽ học nhanh hơn ha. Tại lúc đó đối với chúng ta là màu sắc không quan trọng, đối với chúng ta là cần phải xác định con này ha. Ví dụ như là chúng ta detect một cái detect chữ đi, detect character đi ha, OCR đi, OCR, character, thì đôi khi chúng ta dùng ảnh xám là được rồi. Tại vì đối với ta là chữ nó màu gì cũng không quan trọng, quan trọng là đọc được chữ thôi, đúng không? Thì chúng ta đâu cần thiết phải dùng ảnh màu, đúng không? Dùng ảnh rescale là được rồi. Nhưng mà nhận diện biển giao thông thì chúng ta phải dùng ảnh màu, tại biển giao thông nó có đỏ, tím, đỏ, vàng, xanh, đúng không? Nhưng mà dùng ảnh xám là chúng ta mất thông tin. Anyway, dù sao thì nếu bạn phải xác định trước ha, là bạn nên dùng ảnh xám hay không. Dùng ánh sáng thì giúp bạn giảm chiều rất là nhiều, nhưng mà phải chú ý là thông tin màu còn quan trọng hay không ha. Thì như vậy bộ bức ảnh của chúng ta thì nó sẽ gồm các giá trị ở đây ha, giá trị đây là các màu. Và nếu mà bạn học một số kỹ thuật biến, một một số kỹ thuật sự xử lý ảnh đó, thì bạn có thể tạo ra vô số bức ảnh mới, và những bức ảnh này nó sẽ giúp cho máy nó học tốt hơn, giống như nãy thầy nói câu chuyện variant á ha. Từ một bức ảnh bạn sẽ tạo ra variant của nó ha, nó sẽ tốt hơn. Có bạn nói là thầy thầy em nghe nói là deep learning nó có khả năng nó understand được variant, chúng ta không cần phải tạo variant nó vẫn understand được. Đồng ý ha, deep learning nó sẽ tự học, nó tự trích ra những cái variant bức ảnh nào, ví dụ như nó học ảnh thẳng thì nó phải detect được ảnh xéo một chút, đúng không? Nó học được object ở gần, nó phải detect object ở xa. Ok, good ha. Nhưng mà rõ ràng là nếu tuy nhiên nếu mà bạn gặp bài toán phức tạp, ví dụ như detect lỗi sản phẩm á, thì bạn nên tạo những cái lỗi sản phẩm mà nó theo nhiều hướng, nhiều chiều
thì máy nó sẽ học nhanh hơn, hội tụ nhanh hơn và nó đỡ mất thời gian training và cũng đỡ mất thời gian học thêm nhiều data, đúng không? Thì bạn augment thêm, bạn tạo thêm dữ liệu cho máy nó học vẫn là một điều cũng nên hỗ trợ nó ha. Đồng ý là nó sẽ học thêm nhiều variant nhưng mà nên hỗ trợ nó thì nó sẽ học nhanh hơn ha, nó kết thúc cái quá trình học nhanh hơn. Thì những kỹ thuật xử lý ảnh thông thường nó đủ đủ để bạn tạo nhiều kiểu ảnh như vậy. Nó không đơn giản chỉ là xoay đâu nha, hoặc là bỏ nhiễu đâu nha. Sau này bạn nó còn zoom shear các kiểu nữa, bạn sẽ học được một số kỹ thuật augmentation. Thì không gian màu ADB là người ta gọi là không gian màu SDT color, đây là không gian màu nó trộn lẫn thông tin. Có nghĩa là thông tin về ánh sáng và thông tin về một thông tin màu thực nó sẽ bị trộn lẫn. Tức là nó không có khái niệm là ở đâu là ánh sáng, ở đâu là màu thực ha. Mọi thứ được trộn lẫn với nhau. Còn bạn muốn nhìn thấy được cái màu mà combine của nó thì bạn chiếu ba ánh sáng này lên một chỗ. Thì chỗ này, cái chỗ giữa này nó sẽ là màu màu trắng, đúng không? Tổng hợp của ba cái này sẽ là màu trắng. Còn còn ba cái màu ở lên đây sẽ là màu YCA. YCA ha. Ba cái màu này nè, bạn thấy ba cái màu này nè, đó. Nó là ba màu gọi là YCA. YCA. Y là yellow, C là cyan. À YCM chứ quên, sorry sorry em. YCM, Y là yellow, cyan, còn này là magenta, đúng không? Magenta. Ba màu này. Thì bạn dùng ba màu red, green, blue làm ba màu chuẩn của không gian màu này hay là bạn dùng ECM cũng được ha, cũng được như nhau. Nhưng mà người ta thường dùng red, green, blue bởi vì giống như nãy câu chuyện thầy nói á, là nó trực giao với nhau, hiểu không bạn? Nó trực giao với nhau. Nó là 2500, 0250 và 0025 trực giao với nhau. Thì quay RGB. Nhưng mà vấn đề câu chuyện ở đây là nó đang SDT color, có nghĩa là nó cái thành phần ánh sáng chính và thành phần màu chính và thành phần ánh sáng nó bị trộn lẫn với nhau. Chúng ta lấy một cái khối ở đây ra, chúng ta không biết được là mức độ ánh sáng bao nhiêu, đúng không? Bạn lấy một cái khối ở đây ra, bạn không biết được là mức độ màu thực bao nhiêu và mức độ ánh sáng bao nhiêu. Mà nếu bạn không biết được chuyện đó thì bạn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ánh sáng của bức ảnh, đúng không ạ? Ánh sáng bức ảnh càng lớn thì ảnh của bạn càng gì, càng càng sáng. Ánh sáng bằng ảnh tối thì ảnh tối, như vậy gần như không tin màu nó bị thay đổi rất là nhiều ha. Như vậy rõ ràng là đối, nếu mà để phân tích ảnh á, phân tích ảnh liên quan màu sắc đó thì người ta sẽ không có thích dùng RGB lắm, tại vì chúng ta không biết được mức độ sáng và mức độ màu thực đó bao nhiêu ha. Bởi vì nó là một cái additive color, một cái trộn lẫn thông tin rất là nhiều ha, nó giống như tổ hợp các thành phần lại với nhau. Như vậy là ta đây là không gian màu mà mình hay nhìn thấy nhưng mà nó lại không màu không không tốt để phân tích. Thì bên cạnh đó mình sẽ có những không gian khác, ví dụ như là YCBCA, HSB hoặc là AB hoặc là một số cái màu khác nữa. Thì những cái màu này nó có cái lợi điểm hơn so với màu RGB, có nghĩa là bất kỳ vị trí nào nó đều có thể phân biệt rõ ràng đâu là ánh sáng và đâu là màu thực. Đó. Ví dụ YCBCA thì chúng ta có phần ánh sáng nó sẽ nằm ở Y, còn CBCA sẽ là màu thực về sắc đỏ và sắc xanh. HSV thì chúng ta có phần ánh sáng là value, còn HS là thể hiện mức độ chân thực và mức độ saturation là mức độ bị nhiễu, bị trộn ha, bị làm mờ dần. Còn LAB, L là phần ánh sáng và AB là phần hai tinh màu. Còn là như vậy, rõ ràng những thanh kia những tinh màu khác nó có một cái lợi điểm mà luôn luôn có thành phần ánh sáng là phần Y, thành phần V và phần L, đúng không? Còn RGB thì nó không có. RGB thì ánh sáng nó nằm ở cả ba kênh này luôn. Tất nhiên nếu mà chúng ta vẫn quyết định dùng RGB á, thì chúng ta vẫn có thể tính được phần ánh sáng. Thành phần ánh sáng trong RGB có thể tính được nha các bạn. Có thể tính được nha, nhưng mà giá trị nó không chính xác lắm. Tức là vẫn có thể xấp xỉ được. Ví dụ bạn có RGB, bạn muốn tính thành phần ánh sáng thì bạn có thể tính bằng công thức gì các bạn? Lấy A cộng G cộng B chia 3 ha. Chia 3. Bạn theo công thức này bạn chia 3 thì bạn vẫn tính được phần ánh sáng. Tức là bạn tính được phần luminance. Luminance gọi là ánh sáng ha. Thì thành phần này, cái này người ta gọi là xấp xỉ thôi, nó chỉ mang tính xấp xỉ thôi, xấp xỉ ha, xấp xỉ thôi, đúng không? Xấp xỉ là luminance thôi. Thì trong những cái màu kia nó sẽ rõ ràng hơn, nó rõ ràng hơn, còn này xấp xỉ ha. Thì nếu bạn để ý kỹ nó chính là cái này nè. đúng không, grayscale đúng không? Đó thì ở đây chữ hơi nhỏ thì thầy cũng không muốn đọc chi tiết ha, các bạn tự đọc ha. Thì RGB nó là dùng nhiều trong việc mà photography, chụp ảnh nè, computer graphic nè và television ha, đặc biệt là các hệ thống CRT display ha. Nhưng mà những cái này nó chỉ mang tính display thôi chứ phân tích thì nó không tốt ha.
nó vẫn còn rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng mà không có dễ phân tích được, nên RGB chỉ là kênh màu để cho tìm hiểu thôi. Thì kênh màu tiếp theo mà chúng ta có thể chuyển từ RGB qua đó là kênh màu HSV. Kênh màu HSV là kênh màu khá nổi tiếng. Từ công nhắc đến Comtivision thì người ta không thể nào không nhớ đến kênh màu HSV. Thông tin màu, kênh màu này nó thay vì nó là một cái khối này, thì cái khối này sau khi được biến đổi theo cả những công thức như vậy. Ví dụ bạn thấy công thức là V nó sẽ là max của ba này, rồi F là cái là công thức này và H bằng công thức này. Thì chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta nghiên cứu công thức này đâu. Công thức này ở đâu ra chúng ta không nghiên cứu đâu. Người ta đã research rất là nhiều ra công thức này. Cái quan trọng nhất là mình phải chú ý cái giá trị của ba kênh màu này. Thì ba kênh màu này nó sẽ cho kênh màu hue hue của chúng ta. Hue là thành phần gì các bạn? Là thành phần hiển thị màu sắc. Thì cái màu sắc chúng ta nó sẽ giải từ 0 đến 360 độ. Nó là một cái vòng tròn, bạn thấy không? Đó. Ví dụ như ở 0 thì nó là màu đỏ. Và bao nhiêu độ đó thì nó là màu đó. Ví dụ 180 độ là màu này. Ví dụ 300 độ là màu tím, đúng không? Có nghĩa là màu màu chính của nó, màu màu thực của object đó, nó sẽ giải từ 0 đến 360 độ. Như vậy cái nào hue là nó cho chúng ta cái màu thực, màu pure color. Thì cái màu thực này á nó sẽ bị nó sẽ bị saturation, có nghĩa là nó sẽ bị nhiễu, tức là bị những cái màu khác nó tác động vô để nó trở thành màu màu trắng. Màu trắng là ở giữa nhé các bạn. Màu trắng là những cái kênh màu khác nó trộn vào cái màu này, nó làm cho màu này giảm lên yếu tố của nó và trở thành màu trắng ha. Thì saturation nó thể hiện kia các bạn, nó thể hiện một cái rank up rescale, nó từ 0 đến 100%. Và một có nghĩa là màu chính, còn không có nghĩa là nó bị saturate về cái mức chỉ còn là màu gì, màu trắng rồi ha. Đó. Như vậy rõ ràng là chỗ này là chúng ta có saturation ha. Saturation là nó đi vào trong đây. Như vậy một cái blend này nó sẽ thể hiện được hue và saturation. Một cái blend này là các bạn một cái mặt phẳng thôi ha. Rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một yếu tố khác là yếu tố ánh sáng. Yếu tố ánh sáng khi tác động vào đó là những cái màu này sẽ biến đổi bản chất của nó. Thì ánh sáng của mình nó, sẽ, nó ánh sáng trong cái kênh màu này, không gian màu này nó sẽ đẩy vào cái trục giữa. Vậy trục giữa là sẽ đi từ ánh sáng rất tối và ánh sáng sáng dần ha. Đó, sáng dần đúng không? Tối và sáng dần. Đó, thì như vậy là cái ánh sáng nó được đẩy thành cái trục trục Z ha. Và cái giải màu hue này, cái saturation này nó sẽ giảm dần khi ánh sáng tối dần. Khi ánh sáng tối dần cái saturation nó không còn phân biệt nữa, nên cái vòng tròn saturation nó sẽ rất là nhỏ khi ánh sáng tối dần. Khi ánh sáng sáng lên thì saturation nó còn rõ đúng không ha. Thì chúng ta có phần value như vậy. Với công thức này chúng ta rõ ràng là gì, là chúng ta nếu mà chúng ta muốn cho bức ảnh nó rõ hơn, muốn chỉnh phần ánh sáng của nó, thì chúng ta chỉ tập trung build một cái function để chỉnh lại cái value cho tốt thôi. Còn hai này chúng ta giữ nguyên ha. Mà nếu chúng ta muốn đổi màu gì đó, chúng ta tập trung vào thay đổi cái hue thôi, đúng không? Và chúng ta muốn giảm bớt cái mức độ hue, chúng ta dùng saturation. Có nghĩa là cái kênh màu HSV này nó ba thứ nó rất rõ ràng để chúng ta có thể biến đổi. Sẽ như vậy sau khi RGB chúng ta biến đổi HSV thì tùy tùy chúng ta chọn. Giả sử chúng ta muốn giảm chiều đi, chúng ta có thể gì các bạn? Giảm chiều mà chúng ta chỉ quan tâm màu sắc thôi, chúng ta chọn hue. Giảm chiều mà chúng ta quan tâm tính value thôi, tức là ảnh rescale thôi, chúng ta chọn V. Đúng không? Như vậy rõ ràng là chúng ta có rất nhiều lựa chọn nếu mà chúng ta chuyển thành HSV. Hoặc là dùng cả ba luôn không sao, dùng cả ba luôn không sao, nhưng mà khi bạn dùng cả ba này với dùng cả ba này thì máy máy nó sẽ ưu tiên cái nào hơn, máy nó sẽ thích cái này hơn. Tại vì khi bạn dùng ba này á, là ba cái biến này nó phụ thuộc, nó dependent, nó bị dependent nhau, nhưng mà khi dùng ba này nó là independent nhau. Thì theo các bạn, một cái máy mà nó phân tích trên ba dữ liệu independent với phân tích trên ba dữ liệu dependent thì nó thích học cái nào hơn ha? Đồng ý là máy học sâu nó sẽ học được cả hai, nhưng mà học sâu nó sẽ hội tụ rất nhanh với HSV. Còn đối với RGB nó sẽ hội tụ lâu hơn, bởi vì nó phải ngồi nó giải diễn giải coi là RGB thực chất là cái gì. Nó sẽ mất thời gian hơn, tất nhiên nó cũng sẽ diễn giải được thôi. Nhưng mà nếu bạn tách sẵn cho nó thì nó không phải diễn giải gì hết, bởi vì mọi thứ rất rõ ràng rồi, đúng không? Như vậy là bạn suy nghĩ ha, đôi khi RGB là một cái kênh màu mà chúng ta cần phải rất nhiều dữ liệu để máy nó hiểu được, trong khi đó HSV có thể là kênh màu chúng ta sẽ cần ít dữ liệu hơn, và thậm chí là chúng ta cũng chả cần đến deep learning, chúng ta có thể dùng shallow learning phân tích thành phần hue là chúng ta đủ biết là đâu là trái bóng màu đỏ, đúng không? Đâu là bông hồng màu đỏ, đúng không? Đâu là cái biển báo màu đỏ. Thế là dùng dùng thành phần hue là đủ rồi nha. Chúng ta cũng không cần phải dùng đến deep learning, shallow learning là được ha. Đó, như vậy rõ ràng là thân cái không gian màu nó cũng giúp ích ra rất nhiều nếu chúng ta biết tận dụng nó.
Thì ứng dụng của HSV thì nó nãy nói ha, ở đây chúng ta thấy là nó có hai value, medium value và low value. Bạn thấy là cái màu nó sẽ bị ánh sáng tác động dần à, đó. Và hai solution, medium saturation và slow saturation. Thì riêng thằng Hue nó đi từ 0 360, còn ba cái kia nó đi từ 0 đến 100. 0 100. Và người ta nói không gian màu HSV này nó rất phù hợp với không gian human perception, có nghĩa là rất phù hợp với những cái ý niệm về màu sắc của con người. À, rất phù hợp. Tiếp theo chúng ta có một cái màu khác là cái màu YCBCA. YCBCA thì công thức nó cũng có công thức, nó là công thức này. À, nó là công thức này. Còn tại sao nó ra công thức này thì các nhà khoa học họ phân tích rồi, à, họ giải một số phương trình nhất định gì đó, à, thì họ ra công thức này. Chắc chắn phải giải phương trình mới ra được, chúng ta hoàn thành phương trình chứ không thể nào mà dễ dàng mà có những cái gì thế này. À, thì chúng ta thấy ở màu YCBCA nó khác ở chỗ là nó giống trên màu HSV, chỗ là nó có thành phần luminance riêng. Luminance của nó chính là Y, à, Y. Còn rominant của nó, nhưng mà rominant theo hướng blue là sẽ là CB, và rominant theo hướng red sẽ là CR. Và lưu ý nha, luminance là thành phần liên quan đến ánh sáng, còn rominant là thành phần liên quan màu sắc. Màu sắc hướng blue và màu sắc hướng red, đúng không? Như vậy rõ ràng cái không gian màu này được gọi là không gian màu luminance, luminance blue color và red color, nên người ta đặt tên luôn là YCBCA luôn. À, để cho dễ nhìn dễ nhớ. Rồi thì chúng ta thấy phần qua nó thể hiện màu ánh sáng ha, brightness ha, brightness. Bạn thấy không, bức ảnh đây, đây bức ảnh một căn nhà núi thì phần qua nó ánh sáng ha, nhưng mà chúng ta sẽ có hai thành phần màu sắc ở đây. Chúng ta ở đây nó không, ở đây nó phân tích một bức ảnh chúng ta không hẳn là ra giống như HSV, không hẳn là ra màu 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 thực. Nó không cần màu thật, nó không cần màu vàng đỏ xanh thật, mà nó cần giữ hai yếu tố gì các bạn, nó phần là tách phần ánh sáng ra, còn hai thành phần còn lại nó sẽ tẩy phần thành phần gì các bạn, à, sắc tố đỏ và sắc tố xanh. Nó chỉ cần hai phần này thôi, à, quan điểm của nó chỉ cần đỏ và xanh là đủ để mô tả màu sắc ở đây rồi, đúng không? Đủ mô tả màu sắc ở đây rồi. Như vậy rõ ràng là đúng quá, nó sẽ có thành phần đỏ và xanh ha. À, hồi 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 xưa thầy thầy làm computer vision thì thầy thích dùng không gian màu này để phân tích cái gì bạn biết không? À, khuôn mặt người và detect luôn, detect là cái mắt nằm đâu, cái miệng nằm đâu, bởi vì cái miệng chúng ta là thường môi màu đỏ, còn cái mắt chúng ta thường thường mắt màu đen. Thì mắt màu đen chúng ta sẽ đặt cái constraint trên CB, còn môi màu đỏ chúng ta đặt constraint trên CA. À, đúng không? Và chúng ta đặt một số constraint trên CA CB luôn để chúng ta detect da vàng luôn. Như vậy qua YCBCA là chúng ta sẽ rất là dễ xác định cái rank của màu da, đúng không, để detect cái da đó, thường dùng vậy ha. Bây giờ thì người ta dùng deep learning để người ta tắt detect khuôn mặt rồi, chứ hồi xưa dùng computer vision người ta vẫn có thể dùng màu sắc không để detect khuôn mặt ha. Đúng không? Vậy là chúng ta thấy là cái việc biến đổi, cái việc xuất hiện của deep learning nó sẽ làm giảm vai trò computer vision. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng, trong một số bước làm bạn mà cần đến computer vision thì vẫn không thể nào mà bỏ qua được. Bạn phải có kỹ năng, không thì bạn sẽ rất là khó khăn. Cái gì cũng deep learning thì cái gì bạn phải đi kiếm dữ liệu để học ha, rất là khó khăn. Kiếm mô hình để train ha. Chúng ta sẽ phải biết phối hợp cả hai. Thì bạn thấy đây là cái rule mà người ta đã build ra để detect được cái da người. Bạn thấy nó detect khá chính xác ha. Detect da người khá chính xác đó. Thì như vậy là cái không gian da người nó sẽ tập trung ở đây. Và những cái đường này chính là những cái rule này. Những cái đường này nó đủ bao quanh để tạo ra một cái miền chung là miền đây, và người ta phát hiện cái miền chung này chính là miền da người luôn. À, như vậy YCBCA với bạn chỉ cần if else thôi, if else kiểu này thôi là bạn đủ để detect da người rồi, à, mà chưa cần dùng đến bất cứ một mô hình học nào hết, đúng không? Để không gian màu nó đủ để detect da người ha, nếu mà trong điều kiện tốt. Như vậy nếu bạn bạn đưa một khuôn mặt thẳng vào camera thì chuyện mà nó capture khuôn mặt của bạn đó nó rất là nhanh ha, không cần phải dùng deep learning. Và sau khi capture khuôn mặt xong thì bạn mới dùng gì, deep learning để bạn nhận diện coi đó là ai. À, thì đôi khi là computer vision nó sẽ làm bước đầu tiên là capture cái vùng mà quan tâm. Thì đôi khi những cái rule này là đủ để capture rồi, đúng không ạ? Với những cái rule này bạn đủ để capture tất cả vùng này rồi, dùng quan tâm ha. Đúng không? Thì đương nhiên là mình vẫn có thể dùng một số cái rule trên một RGB để mình capture ra cái vùng da cũng được. À, nhưng mà bạn thấy cái rule trên RGB nó rất là phức tạp, bạn thấy không? Nó vừa so sánh này, vừa so sánh cái kia, vừa so sánh này, rất là nhiều thứ phức tạp. À, bởi vì lý do nãy thầy nói rồi, RGB là cái kênh màu nó tạp, nó trộn tạp, trộn lẫn, nên cái việc mà đưa rule để xác định
để xác định ra cái màu da trên những kênh màu này nó hơi khó khăn. Trong khi đó nếu bạn chuyển qua CPCA nó chỉ cần đơn giản này thôi. Bạn thấy không? Ở đây nó không quan tâm đến white luôn, nó chỉ quan tâm CPCA thôi. Đúng không? À, đủ rồi, chắc rồi. Còn cái này phải cầm ngân quả ba. Nó trộn lẫn mà. Và phải lấy rule 1 hội với rule 2 nữa, thấy không? Rất là bất công. Bên cạnh đó chúng ta có một không gian màu khác là CA Lab. Ở đây không đây cũng đây cũng là không gian một không gian màu khác mà được 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 đưa ra để bạn lựa chọn thôi. Thì cái nơi màu này nó sẽ đẩy cái ánh sáng của chúng ta theo trục thẳng đứng này. Và nó sẽ có một cái mặt phẳng là AB, mặt phẳng AB trong đó bốn cái vector trực giao của nó sẽ là green, yellow, red và blue. À, đó. Thì nếu bạn để ý kỹ nó khá giống như HSV đúng không? Nó cũng có mặt phẳng đúng không? Nhưng mà mặt phẳng này của nó sẽ cũng tương tự, nó là vuông, còn mà HSV là một phẳng gì các bạn? Tròn. HSV là cái H nó là một cái không 360 độ. Còn này của nó là không đến không đến không đến cộng A cộng B C gì đó. À, không đến bao nhiêu đó, một cái ngưỡng gì đó. À, thì đây là giống như là một cái hình chữ nhật, à, còn kia là một hình tròn. À, thì không gian này nó cũng là một cái biến đổi tuyến tính thôi. Thì không gian này người ta nói không gian này nó là không gian chuẩn, không gian gọi là normal, normal để bạn có thể nghĩ đến. Tại vì không gian này nó cũng có thành phần L là thành phần liên quan đến lightness, lightness và thành phần chrominance là color. Thật ra thì hồi xưa người ta cũng có những bài báo người ta so sánh giữa các kênh màu với nhau. Thì người ta thật ra ta nói là các kênh màu với nhau thì nó ngoại trừ kênh màu RGB thì các màu khác nó đều có cái điểm mạnh của nó ha. YCBCA thì giúp detect da người hay mặt người dễ hơn. Nhưng mà những kênh màu như là HSV hay Lab thì nó giúp chúng ta có thể là phân biệt rõ màu sắc hơn. À, giống như kiểu là color picker lấy màu ra, lấy màu trong trong bức ảnh ra nó đúng đúng hơn. À, thì cái này cũng là một cái kênh màu khác. À, và người ta có vẻ người ta nói là AB nó cái việc mà phân tích màu nó sẽ chuẩn hơn so với HSV. À, người ta so sánh cái mức độ true color đó, người ta so sánh được, người ta đánh giá đẹp. Thì bạn nhìn thấy kênh màu LAB nó một cái hay là đây là bức ảnh nè, đây là bức ảnh một khối ruby đúng không? Thì nó có 6 mặt. Đây là khối ruby lúc mà ánh sáng chiếu ok, ổn định. Còn đây là ruby lúc mà ánh sáng chiếu tối, không có đủ ánh sáng gọi là ITOR. Nhưng mà bạn để ý là khi mà phân qua màu LAB thì bạn thấy nó không khác gì nhiều hết. À, ngoại trừ thành phần L bỏ ra thì bạn thấy phần A phần B giống nhau không? Phần A B với phần A B dưới khá giống nhau. Điều đó có nghĩa là gì các bạn? Điều đó có nghĩa là khi không màu LAB nó có khả năng tách hoàn toàn ánh sáng ra và chỉ còn hai cái kênh màu còn lại đúng bản chất của nó, mặc dù ảnh này tối hơn ảnh này đúng không? Bạn thấy cái này đó, bạn thấy nó khá similar nhau bởi vì phần phần màu thành phần ánh sáng đầy HLR rồi, có nghĩa là khả năng tách cái ánh sáng ra khỏi cái màu thực đó của LAB nó sẽ tốt hơn với HSV. HSV nhiều khi nó tách mà mình vẫn còn nhận thấy sự khác biệt của hai này, nhưng LAB gần như không không thấy sự khác biệt của indoor và outdoor. À, đây là công thức của LAB. À, thì bạn thấy là LAB nó sẽ tốt hơn rất nhiều trong việc tách ra. Thì sau này bạn bạn dùng deep learning á, thì bạn bạn hoặc là bạn phải tạo ra rất nhiều ảnh ảnh sáng ảnh tối như vậy cho nó học rất là lâu để nó hiểu, thì thay vì đó bạn chuyển không gian màu bạn sẽ dùng đúng hai kênh này thôi, cho máy nó học trên hai kênh này thôi, như vậy là lượng data không cần nhiều mà nó cũng biết được vấn đề. À, còn nếu mà cho máy học ảnh gốc này rõ ràng bạn phải đưa data rất nhiều cả ảnh sáng cả ảnh tối để nó hiểu, trong khi đó bạn chuyển ở LAB thì mọi chuyện dễ dàng, chỉ cần đưa data này thôi. À, thì đôi khi là nó sẽ hiệu quả hơn đúng không? Nhưng mà ngày nay thì do chắc chắc do mọi người ngại cái chuyện mà dùng không gian màu này màu kia ha, mọi người thích dùng data hơn nên gần như là các ứng dụng deep learning người ta không có chuyển không gian màu, người ta cứ bỏ data vô thiếu, người ta cứ thêm data vô ha. Đó cũng đó là một cách khi mà mình có data thôi, chứ không có data mà mình dùng kiểu đó thì nó sẽ không chính xác ha. Giả sử trong hợp mà khan hiếm data hoặc data bạn rất là khó để nhận biết màu bởi bởi vì ánh sáng ha, thì bạn có thể nghĩ chuyển đổi không gian màu và dùng chính những cái giá trị này để cho máy nó học, nó sẽ tốt hơn dùng giá trị gốc đúng không? Thì đó là những không gian màu khá là cơ bản mình có thể dùng đến ha, nó tách thành phần ánh sáng với thành phần màu sắc ra cho mình. Tiếp theo là cái phần mà lấy mẫu và lượng tử hóa, cái này thì tạm thời lượng tử hóa ha, chứ đúng ra mình gọi là quantization sẽ đúng hơn. Thì lấy mẫu là gì? Lấy mẫu là bạn có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pixel,
thì bạn sẽ bạn sẽ lấy gì các bạn? Bạn sẽ quy nó về, đây là 4 nhân 4 mà sẽ quy, 4 nhân 4 mà sẽ quy về 2 nhân 2. Thì những cái chỗ này của bạn mà sẽ estimate như thế nào? À, bạn sẽ sampling như thế nào? Thì như vậy là sampling giống như bạn sẽ thu bức ảnh lại, ví dụ bức ảnh mình đang là 256 256 bạn sẽ thu lại là 224 chẳng hạn. À, thì sẽ có những vị trí bạn phải estimate theo một cái hàm F nào đó. Thì như vậy là khi bạn lấy mẫu á, lấy mẫu thì thường bức ảnh đang lớn nó sẽ nhỏ lại. Và khi nó nhỏ lại mà bạn scale nó lớn ngược lại á, thì cái chỗ này của nó không còn bị mượt, nó không còn mượt nữa, mà nó sẽ là màu sắc nó sẽ gọi là nó sẽ bị gì các bạn, nó sẽ bị gọi là smooth ha, smooth tất cả mọi thứ, nó không còn được continuous nữa ha, mà nó là giống như là nó gãy khúc rất là nhiều. Lý do là bạn đã sampling nó là bạn thu nhỏ rồi, thì như vậy là thu nhỏ nó xong rồi phóng ngược lại để so sánh thì bạn thấy nó không còn continuous nữa ha. Đó. Như vậy sampling chính là một hình thức mà bạn là gì các bạn, mà bạn sẽ thu nhỏ một bức ảnh lại ha, thu nhỏ bức ảnh lại, ví dụ bạn sampling xuống ha bao nhiêu đó đúng không, thì đương nhiên thu nhỏ lại chúng ta sẽ lót thông tin ha, lót thông tin ở cái không gian nó bự hơn đúng không, và khi chúng ta úp ngược lên thì chúng ta sẽ bị mất thông tin thôi. Còn quantization là gì? Quantization là một cái hàm ép cũng khá tương tự ha, nhưng mà nó không phải là thu nhỏ, mà nó sẽ là gì các bạn, nó bức ảnh này vẫn là bức ảnh này nhưng mà mọi cái giá trị ở đây nó sẽ bị gì các bạn, rời rạc hóa, có nghĩa là những giá trị này thay vì trong khoảng từ 0255 bây giờ nó sẽ chuyển xuống còn không phải từ 0 đến 64 ha, có nghĩa là nó bị ép xuống một cái khoảng nhỏ hơn là 0L, đúng là khoảng của nó sẽ là 0 đến 25 nhưng mà nó ép xuống 0L. À, thì cái này gọi là lượng tử hóa. Thì lượng tử hóa được dùng khi nào? Được dùng khi mà bạn muốn đưa một bức ảnh nó về những cái nhóm khác nhau. Ví dụ như bức ảnh của bạn từ 0-25. Bây giờ bạn muốn đưa nó về thành 10 nhóm thì bạn sẽ ép 0-25 nó về gì? Từ 0 đến 10. Đúng không? Từ 0 đến 10 qua bạn sẽ có bức ảnh mình sẽ là 10 nhóm, người ta gọi là lượng tử hóa. Hoặc là đôi khi bạn muốn giảm để bạn chuyển chuyển hình ảnh qua mạng á, thì bạn cũng quantization. À, thì quantization chính là một hình thức mà giống như là nó sẽ chúng ta sẽ chia bức ảnh thành từng phần ha, từng phần, hoặc là chúng ta sẽ giảm cái lượng bit ha, lượng bit của một điểm ảnh. 255 của chúng ta từ 0255 từ 256 đúng không? 256 là 2 mũ bao nhiêu các bạn? 256 là 2 mũ bao nhiêu ta? 256. 2 mũ 8 đúng không? 2 mũ 8 ha, 2 mũ 8. 2 mũ 8 256. Thì chúng ta muốn giảm xuống còn 2 mũ 4 cũng được, 2 mũ 2 cũng được ha. Như vậy giảm xuống còn 2 mũ 4, 2 mũ 2 có nghĩa từng điểm ảnh của mình nó không còn 0256 nữa mà sẽ giảm được không bao nhiêu đó, thì ta gọi là lượng tử hóa. À, còn bức ảnh mình đang là bức ảnh n nhân n mà mình giảm xuống còn bức ảnh n trên 2 thì gọi là sample, lấy mẫu ha. Hai này khác nhau các bạn ha, hai này khác nhau. Thì bạn thấy á, một bức ảnh mà bạn down sample xuống, sau đó bạn 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 phóng to nó ngược trở lại, thì khi phóng to nó ngược trở lại thì những cái vị trí mà nó phóng to nó cần phải nội suy, thì có ba thứ nội suy là nội suy theo kiểu là nearest ha, có nghĩa là mình sẽ coi phần tử lân cận nó bao nhiêu mình lấy phần tử lân cận, hay là nội suy quần là bilinear hay bicubic. Thì cái này nó có một cái hàm ép tuyến tính ha, ví dụ cái điểm nó cần nội suy nó sẽ tính hai điểm bên cạnh, hai điểm bên cạnh như thế nào, cái điểm nó tỷ lệ bao nhiêu nó sẽ tính lại ha. Thì đương nhiên là cái chuyện mà bạn down sample xuống mà nội suy ngược lại á, thì hình ảnh nó sẽ bị vỡ đúng không, vỡ tại bạn nén ảnh xuống và bạn bung ngược lại nó bị vỡ ha. Như vậy là down sampling giống như là bạn đang bỏ những cái đang 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 giảm dần cái không gian xuống ha, từ một ảnh lớn thành ảnh nhỏ ha. Còn trong đó xem còn cái này không phải sampling, sorry, cái này được gọi là quantization. Đây, sai ha. Quantization Quantization là lượng tử hóa. Lượng tử hóa thì chúng ta sẽ đưa một bức ảnh nó về những cái cũng bức ảnh này thôi. Bạn thấy bức ảnh này nó không có bị vỡ đúng không? Không bị vỡ. Tại vì nó đâu có giảm chiều đâu. Ảnh nó vẫn kích thước như vậy. À, không bị vỡ. Còn này là bị giảm chiều xong nó bung ngược lại lên nên nó bị vỡ. Không, hoàn toàn không bị vỡ. À, chỉ là gì các bạn? Chỉ là một điểm ảnh thay vì chúng ta dùng 8 bit để chúng ta biểu diễn từ 0-25, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng 2 bit bao nhiêu á, hoặc là 4 bit hoặc là bao nhiêu đó ít hơn. Ở đây chúng ta chỉ dùng một bit thôi, là 0 với 1 thôi. À, từ bức ảnh gốc 8 bit nó chỉ còn một bit là 0 với 1. Nghe là từng điểm này nó sẽ là 1 hoặc 0. 1 là object còn 0 phải object. À, như vậy rõ ràng chúng ta quantization đôi khi giúp chúng ta có thể xác minh được object luôn. À, đó. Còn cái này chúng ta sẽ làm bức ảnh nó mờ đi. À, thì bạn thấy là sampling là đơn giản là chúng ta sẽ chọn những cái mẫu thôi, chúng ta không có lấy hết. À, chọn những cái phần phần nhất định. À, sample.
Còn đối với chúng ta quanh như xanh là mỗi vị trí này chúng ta phải ước tính coi, ví dụ chúng ta cần 4 bit thì chúng ta sẽ mỗi vị trí mà chúng ta sau khi mà chúng ta sample chúng ta tính mỗi vị trí nó bằng bao nhiêu là phù hợp nhất ha. Chỉ có 4 bit này thôi, có nghĩa là tất cả những cái điểm trên đồ thị chúng ta đều phải nằm trong bốn cái trục này, bốn trục ngang này, không có nằm ngoài ha. Thì cái này gọi là quanh như xanh ha. Thì thường thường để chuyển từ một tín hiệu từ analog sang sang digital thì người ta sẽ lấy analog xong người ta sample ở những vị trí chu kỳ nào đó. Xong trên cái sample bắt đầu người ta sẽ gì các bạn, quantization, có nghĩa là giảm số số bit lưu trữ. Và sau khi giảm số bit lưu trữ xong người ta sẽ coding thành bit, và như vậy cái tín hiệu này bây giờ gọi là tín hiệu digital, còn đây là analog ha. Như vậy là thay vì truyền một bức ảnh qua mạng hay truyền một tín hiệu qua mạng, người ta không truyền cái này mà người ta truyền cái này, truyền cái coding này. Bởi vì coding ở đâu ra? Coding này chính là quantization từng vị trí này ở đâu ra? Chính là sampling, đúng không? Và cái bước mà sampling xong quantization để ra được cái code như vậy, 1010 như vậy à, thì đây chính là quá trình chuyển đổi từ analog sang digital à. Như vậy mình thấy là tín hiệu chuyển từ analog qua digital nó sẽ truyền nhanh hơn, bởi vì cái này là truyền continuous, còn cái này là truyền degree, thấy không? Và tín hiệu này nó không mất thông tin nữa bạn, nếu bạn có cái này bạn suy ngược lại bạn mới ra được tín hiệu gốc, có cái này bạn ra cái này đúng không, có này suy ngược lại đúng không, nội suy lại các phần khác. Chúng ta có ba thứ nội suy là bilinear hoặc là qubit qubit hoặc là nearest neighbor ha. Chúng ta có thể nội suy ở bức ảnh này đúng không? Ok, chắc các bạn nghỉ là 5 phút đi, chúng ta học tiếp, cũng hơi nhiều kiến thức á, nói nhiều cũng cũng hơi hơi bị hết ha. Các bạn nghỉ 5 phút uống nước rồi chúng ta quay lại tiếp phần Spectral Filtering. Có gì có hỏi các bạn cứ nhắn ha, nhắn đây. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện trong cái phần lý thuyết này, và thứ sáu chúng ta sẽ làm hai cái phần ứng dụng là Face Recognition và Traffic Insight ha. Dùng cả hai hướng luôn, là cả Deep Learning lẫn Computer Vision thông thường. Tuy nhiên thì Deep Learning các bạn chưa học thì ta sẽ học những cái bài sau. Còn Computer Vision ta sẽ dùng những kỹ thuật này để ta detect ra cái biển số xe, à phải detect ra cái biển giao thông, có detect ra cái khuôn mặt người. Ok, anh ta nghỉ là 5 phút ha, trước khi học tiếp.
Alo, mình tiếp tục ha. Ok. Tiếp theo là về phần spatial filtering. Mọi người vẫn nghe thấy đúng không ạ? Nghe thấy đúng không ạ? Ok, thì trong xử lý ảnh á, thì cái phần spatial filtering chính là một hình thức chúng ta biến đổi một bức ảnh. Cái biến đổi này không đơn giản là chúng ta dịch trái dịch phải hay là chúng ta xoay, mà biến đổi này là chúng ta biến đổi về về bản chất của vấn đề luôn, bản chất bức ảnh luôn, chứ không phải là xoay hay là dịch trái dịch phải nữa. Thì để bạn có thể thay đổi biến đổi về về bản chất bức ảnh thì người ta dùng kỹ thuật gọi là filtering. Ở bên cạnh đó, nếu các bạn để ý kỹ, cái kỹ thuật filtering này nó cũng khá giống kỹ thuật liên quan đến vị trí đặc trưng của deep learning. Trong deep learning ha, thầy nhắc lại chúng ta sẽ được học deep learning ha. Deep learning thì nó sẽ bằng là feature detection đúng không, sau đó mới cộng với một cái inference đúng không, hay người ta có thể nói một cái khác, đây là một cái backbone ha. Backbone là cái phần sinh sống á, phần chất đặc trưng á, mà phần neural network ha, neural network đó. Thì như vậy là cái feature Jackson này á, nếu bạn để ý kỹ á, nó chính là một cái hình thức cả filtering.
Filtering chính là structure filtering, thật ra nó cũng xuất phát từ kỹ thuật computer vision thôi ha, không có gì hết. Deep learning ra đời là dựa trên những cái gì computer vision đã phát triển thì deep learning mới ra đời ha. Như vậy nếu bạn hiểu được bản chất như vậy thì nó không có gì khó khăn về deep learning hết ha. Nó là câu dạng câu chuyện filtering để lấy đặc trưng thôi, mà lấy đặc trưng xong thì chúng ta inference trên đó ha, đúng không? Thì như vậy là chúng ta sẽ mà để có thể trích được đặc trưng bức ảnh đó thì bức ảnh nó lớn lắm. Bức ảnh này bạn biết cái size của nó lúc thì 256, lúc thì 1.000 mấy, nhiều khi lúc cái mấy chục ngàn luôn ha, một ảnh rất là gọi là high resolution luôn ha. Thì bức ảnh bự như vậy á thì làm sao mình có thể hiểu hết từ thông tin bức ảnh đó? Thì cách để hiểu thông tin bức ảnh đó thì mình sẽ quán hiểu từng phần nhỏ, mình hiểu từng phần nhỏ, mình gộp hết các tất cả phần nhỏ lại với nhau thì mình sẽ hiểu được bức ảnh lớn, hiểu không ạ? Mình hiểu từng phần nhỏ ha, thì mình sẽ gộp hết những phần nhỏ mình hiểu lại, mình sẽ hiểu bức ảnh lớn. Đây chính là một cái quy tắc của trích đặc trưng. Trích đặc trưng một bức ảnh không đơn giản là lấy nguyên bức ảnh này để suy đặc trưng đâu, mà sẽ trích từng phần nhỏ và gộp hết tất cả đặc trưng lại thì nó thành một cái bức ảnh mới. Bức ảnh mới thì gọi là bức ảnh feature map, gọi là đặc trưng. Thì cái kỹ thuật mà dùng một cái cửa sổ, dùng dùng một cái này, dùng một cái filter để có thể tính toán được cái sự thay đổi của các pixel ABCD này. Ở đây chúng ta thấy cái chỗ mà nó tính toán sẽ là ABCDEF đúng không? Thì ABCDEF này chính là giá trị pixel ở đây. À, thì nếu mà nó sẽ có những trường hợp sau đây, nó sẽ có trường hợp là cái chỗ mà chúng ta tính á ABCDEF này nó chả thay đổi gì hết, nó bằng nhau hết. Nó bằng nhau hết thì chỗ này gần như là màu đơn sắc. Màu đơn sắc thì chỗ này chả có đặc trưng gì hết, chả có thông tin gì hết. Nên cái việc mà bạn nhân nó với một filter là vô nghĩa, tại vì nó đều nhau hết. Thì cái này nó chỉ có nghĩa khi nào? Cái nghĩa khi mà A, E, I nó lớn hơn B, C, F, D, G, H. Khi mà A, E, I lớn hơn thì cái khu vực này nó sẽ chứa thông tin về cái đường chéo này. Ha. Hoặc là chỗ này chúng ta có B, F, H lớn hơn so với các cái chỗ hiện tại. Thì B, F, H nó sẽ chứa thông tin liên quan đến cái góc này. Đúng không? Như vậy, cái khu vực mà bạn cần tính đặc trưng á, khu vực này khi mà một trong vài giá trị mà nó vượt trội những giá trị còn lại á, thì nó mới có nghĩa. Còn nếu mà nó similar nhau hết á, thì nó vô nghĩa. Đó là lý do tại sao mà thầy hay nói những bức ảnh kiểu như vậy nè, cái khu vực mà nó đều đều như vậy nè, nó là smooth như vậy nè, thì rõ ràng ABCDF nó đều như nhau hết, thì cái việc mà nhân cái này vô nó là nó không có lấy được cái thông tin gì hết đó. Đúng không? Nhưng mà những khu vực ví dụ như bạn thấy những khu vực bên cạnh biên nè, hay những khu vực nhỏ này nè, đó, thông tin rõ ràng ABCDF nó sẽ khác nhau ha. Nó khác nhau thì việc nhân filter mới có nghĩa đó. Thì nhân filter thì cái filter này bạn phải define ra. Filter này bạn phải define ra, tức là R, U, V, S, W, T, X, Y nè. Cái này bạn phải định nghĩa ra nó là cái gì. À, bạn muốn filter cái gì, bạn định nghĩa ở đây. À, còn đây là giá trị thực của bức ảnh. Đây là giá trị thực bức ảnh ở khu vực này. Còn đây là bạn muốn filter cái gì, thì bạn định nghĩa ở đây. Nếu bạn chả muốn filter gì hết, bạn chỉ quan tâm đến cái V thôi, thì cho tất cả bằng không, cho cái V bằng 1, thì bạn lấy được cái E. Đúng không? Hay là bạn muốn filter là cho cái E này nó tăng lên 2 lần, thì bạn cho bằng không hết, cái V là bằng 2, thì cái E này sẽ tăng lên 2 lần. Hay là muốn cái đường chéo này nó tăng lên 2 lần thì bạn cho R bằng 2, V bằng 2, Z bằng 2, ba này bằng không hết, thì khi nhân vô thì ba chỗ này nó sẽ tăng lên 2 lần đó. Quan trọng là bạn muốn filter cái gì, bạn đi define đây đó. Thì công thức của nó rất đơn giản là sẽ nhân, nó nhân gọi là pixel wise. Pixel wise có nghĩa là one by one đó. Xong nó cộng lại đó. Cái giá trị E process này nó sẽ được cập nhật vào cái ở giữa, có nghĩa là dù bạn nhân một cái filter nào nữa thì cái giá trị cuối cùng mà cập nhật không phải là cập nhật vô tất cả phần này, mà chỉ cập nhật đúng một cái E thôi. Có nghĩa là nó sẽ dựa vào những cái khu vực lân cận, nó tính toán một cái filter để nó cập nhật khu vực cần quan tâm là E. À, khu vực mà cần quan tâm hiện giờ là E chứ không phải ABCD. ACB chỉ là một cái phụ trợ thôi, những khu vực phụ trợ xung quanh để giúp tính toán E là tốt hơn thôi. À, tính sao tính cuối cùng vẫn là cập nhật vô E, đúng không bạn? À, đó, thì ABCD gọi là lân cận, còn E là giá trị đang tính ha. Còn R này là những cái bạn định nghĩa ra để bạn highlight cái gì, hoặc là review cái gì, hoặc bạn lấy cái gì ha, thì nó là cái này, đúng không? Như vậy cái này nó cứ đi khắp nơi, đi đến đâu nó sẽ tính cái E mới đến đó. Vậy sau khi đi hết tất cả nơi thì bức ảnh chúng ta đã được biến đổi. Bức ảnh chúng ta những cái chỗ mà chúng ta cần lấy đặc trưng nó lấy được đúng chỗ đó, và những chỗ không cần lấy đặc trưng nó sẽ bằng không hết, đúng không? Bạn hình dung là chữ E này nó đi khắp nơi, đúng không? Thì như vậy là bảo nguyên bức ảnh này sẽ thay đổi. Thì cái đó là cái ý nghĩa của spatial filtering, có nghĩa là bạn đang di chuyển trong không gian XY, người ta gọi là spatial. Bạn đang di chuyển không gian gọi là không gian, người ta gọi là không gian gì ta, không gian thực hay là không gian timing á, gọi là E ha. Filtering chính là bạn phải định nghĩa cái này, đúng không? Đó. Thì đó là cái ý nghĩa. Thì cái này sau này bạn sẽ gọi là convolution, đúng không? Convolution trong cái phần mà
deep learning á, cái này được gọi là convolution ha, đúng không? Filtering này trong deep learning thì nó gọi là convolution nha các bạn. Convolution ha. Đó thì chúng ta có hai hình thức, chúng ta có hai cách để chúng ta filtering một bức ảnh. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa được cái này, cái RST này, để cho bức ảnh mình sau khi nó filter xong nó sẽ trở nên mờ hơn. Smoothing là mờ hơn. Mờ ở đâu? Mờ ở biên. Biên nó mờ đi thì bức ảnh nó sẽ smooth ha. Ha, mờ biên. Thì chúng ta có hai cái filter. Chúng ta có hai cái filter này chúng ta có thể định nghĩa, đó là một filter dạng mean hoặc là filter dạng là type of mean, hay là average filter hoặc là weight average filter ha. Những cái filter này nó sẽ giúp cho cái biên ta bị mờ đi. Ngoài ra chúng ta có những filter liên quan đến đạo hàm ha, order derivative. Chúng ta có đạo hàm bậc 1 hay bậc 2, thì những cái filter đạo hàm bậc 1 bậc 2 này chúng ta chính là những cái filter giúp chúng ta làm cái biên ảnh nó rõ hơn, sharpen hơn, nó rõ hơn. Như vậy rõ ràng là gì các bạn? Rõ ràng là bạn có một số lượng ảnh nhất định, bạn muốn máy nó học để nó hiểu bức ảnh rõ hơn thì bạn có thể làm mờ biên hoặc làm rõ biên. Hiểu không các bạn? Bạn có một bức ảnh nha. Đúng ra bạn sẽ thu thập rất nhiều bức ảnh khác đúng không? Để bạn bỏ cho deep learning nó học đúng không? Thì bạn hãy giúp deep learning bằng cách là nó hiểu hơn variant, bằng cách là bạn sẽ từ bức ảnh đó bạn sẽ tạo ra một bức ảnh gì các bạn? Bức ảnh smooth. Và tạo thêm một bức ảnh gì? Sharpen đúng không? Thì bạn làm câu chuyện này bạn sẽ giúp cho máy nó understand tốt hơn, DL nó sẽ work tốt hơn ha. Nó sẽ hiểu nhanh hơn và nó sẽ nhanh hồi tụ hơn. Đó. Thì cái smooth với sharpen này á bạn có thể làm nhiều lần ha. Đó. Như vậy bạn đang hỗ trợ DL nó nhanh chóng nó học nó hiểu hơn. Tại vì khi nó học được cả smooth, học được cả sharpen, thì trong trường hợp mà bạn chụp một bức ảnh bị rung tay á, bức ảnh bạn chụp nó không có rõ bị rung tay á, thì nó vẫn hiểu cái rung tay của bạn đó là object đó, không vấn đề gì hết. Ha. Đó, như vậy rõ ràng việc mà mình học những cái kỹ thuật xử lý ảnh này nó giúp cho mình tạo data rất là nhiều ha, và hiểu được rất nhiều vấn đề. Rồi đó. Thì bạn thấy là cái matrix smooth nó rất đơn giản. Ví dụ như bạn có thể định nghĩa một cái filter là 1/9 hết. Cái filter 1/9 này có nghĩa là gì? Nó sẽ nhân 1/9 này tất cả các giá trị pixel. Ở đây là những giá trị pixel trên ảnh xám nha. Tại vì ảnh xám của mình là một ảnh chỉ có giá trị một giá trị thôi đúng không? Ảnh xám chỉ có một giá trị thôi. Còn nếu mà ảnh màu nó sẽ là ba giá trị. Thì ba giá trị mình sẽ filter trên ba cái filter khác nhau. Thật ra thì một bức ảnh mùng 3 kênh màu nó chính là ba ảnh xám á, thì bạn filter trên ba xám thôi. Đó, thì bạn nhân với 1/9 bạn chia hết thì rõ ràng cái chỗ ở giữa của bạn nó không còn là 1/6 nữa mà nó làm 98. Tức là ngay chỗ này 1/6 sẽ được thay thế bởi con số gì? 98. Tại sao nó 1/6 nó giảm xuống 98 các bạn? Bởi vì bạn thấy 1/6 1/4 với 1/8 nè, nó sắc nét hơn rất nhiều. Bạn thấy ba giá trị này nó đều trên 100 không? Ba giá trị trên 100, ba giá trị dưới 100. Như vậy chỗ này chính là cái biên đúng không? Cái biên của object. Tại vì cái biên này nó mới rõ như vậy ha, cái này là chỗ gọi background. Ha. Thì nhưng mà khổ nỗi là sau khi filtering bằng 1/9 xong thì cái biên này thay vì 1/6 giờ nó giảm xuống còn 98. 98 nó rất gần với hai bên cạnh. Điều đó có nghĩa là cái biên này bây giờ không còn tồn tại nữa, nó sẽ bị mờ đi. Ha. Để nếu bạn dùng cái filtering là 1/9 hết gọi là filter dạng là median á, thì bạn thấy là bạn càng filter nhiều thì bạn càng thấy bức ảnh nó mờ dần đi. À, bạn hình dung coi là nếu bạn lấy ảnh mờ mà cho máy nó học mà nó hiểu được chữ A, có phải là ảnh bằng chụp cỡ nào nó cũng sẽ hiểu tốt không? Ha. Đó. Chứ mình mà cho nó học ảnh rõ này không á thì đến lúc một cặp ảnh mờ nó sẽ rất là khó xử lý, nó khó hiểu ha. Thì mình có thể cherry những ảnh này ha, ví dụ thầy cho ảnh này ha, mờ dần. Rồi, thì con số 1/9 này bạn có thể tự định nghĩa. Thay vì bạn dùng 1/9, bạn có thể dùng 1/16, 4/16, 1/16, 2. Nó là trọng số. Nếu bạn để ý kỹ là 2 theo trục ngang dọc này và 1/6 hai bên và 4/16 ở giữa. Nó nghĩa ở giữa là cái phần gọi là cao nhất, tập trung thông tin cao nhất, còn các phần trên sẽ bị lấy thông tin vừa lại. Ha. Như vậy chỗ này là những thông tin này sẽ bị giảm bớt. Ha. Khi mà tính cái này thì nó cũng làm mờ. Ha. Cái này gọi là wave theory. Thì bạn hình dung cái này mà nó trượt khắp nơi thì bức ảnh ta nó mờ đúng rồi. Chỗ nào nó cũng giảm cái 1/6 này xuống hết. Đúng không? Chỗ nào cũng giảm 1/6 này, trung bình mà, tính trung bình xung quanh mà. Đó. Thì đúng mà nó mờ dần ha. Đó, thì bạn thấy có ví dụ đây, ha, chúng ta thấy 1/2, chỗ này sẽ là cái cạnh nè. Cái chỗ biến từ chuyển từ 1 sang 2 nó sẽ làm cái x nè. Nhưng mà nếu bạn ở đây nếu bạn có noise nè, mà áp noise vô luôn nè. Ở đây chấp mà áp noise luôn. Tức là tại cái chỗ này bạn có noise à.
Đó. Thì cái kỹ thuật mà filtering smooth này nè, nó khử noise luôn, nó là một hình thức để khử noise cho các bạn. À, khử noise rất là tốt. Giả sử ba là noise đi, thì sau khi bạn dùng Median filter hoặc là Average filter thì bạn thấy chỗ này là con ba nó biến mất, nó trở về những giá trị nhỏ hơn hoặc là những giá trị thấp hơn. Các bạn thấy là cái bức ảnh để trung bình hay là Median nó sẽ gì các bạn, nó sẽ làm cái phần biên này, cái chỗ này thay vì 1.2 giờ chỉ còn 1.32. 1.32 nó sẽ gần với một, nó cái khoảng cách này nó sẽ gần hơn so với 1.2, đúng không các bạn? 1.32 cái độ lệch nó chỉ là 0.7 thôi. Cái này là 1 ha. Và cái biên nó mờ dần đúng không? À, và mấy cái điểm nhiễu 3 này nó cũng giảm xuống còn có 1.7 à. Đó bạn thấy. Vậy rõ ràng là từ một bức ảnh gốc. À, ví dụ như đây là bức ảnh liên quan đến tế bào đi, tế bào hoặc là bacillus gì đi. À, hoặc là một cái gì đó, một cái thằng Google lên, thằng bên bên Google nó có cái dự án là detect, dự án là xác định cái mức độ healthy của nước á, nước uống á, tức là nó sẽ lấy một cái thanh thử, nó nhúng vào nước thì nó sẽ biết được cái nước mình uống á, nước lọc á, là có bacillus hay không, có nhiều cái chất độc hại hay không, mắt mắt người nhìn không thấy đâu ha. Thì nó nhúng vào nó detect ra thì nó sẽ dùng một kỹ thuật khá đơn giản ví dụ như vậy ha. Thay vì có hai cách ha, một là bạn nhúng vào bạn dùng sensor, hai là bạn sẽ thực hiện thao tác một cái kính hiển vi bạn chụp đúng không? Thì bạn chụp đây bạn thấy là đây là bức ảnh như vậy, nhưng mà sau khi bạn làm mờ nó ra như vậy. Sau khi làm mờ ra như vậy xong rồi bạn sẽ đặt một cái ngưỡng ngưỡng về cái ngưỡng liên quan đến đến intensity á, với cái độ sáng á, thì bạn hoàn toàn có thể chụp ra tất cả các bacillus sáng nhất ở đây. Đó bạn thấy không? À, bạn thấy những cái nhỏ nhỏ, những chấm nhỏ nhỏ sẽ bị biến mất, tại vì sau khi smooth thì những chấm nhỏ nhỏ nó không còn tồn tại nữa. À, à. Tương tự bước này, bạn thấy bước này nó bị nhiễu không? Nó có nhiễu nè. Thì bạn smooth chịu khó chút, bạn thấy bạn sẽ ra được một bức ảnh rất tốt luôn, bức ảnh mà gần như không còn nhiễu. À, đây là bức ảnh một cái mặt gì đó, ha, một cái mặt gì đó. Vậy rõ ràng gì, nếu chúng ta dùng deep learning để chúng ta biến bức ảnh này thành bức ảnh tốt này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hoặc là chúng ta sẽ phải tìm những cái mạng mà nó có khả năng gì các bạn khử nhiễu. Ví dụ mạng GANs ha, mạng GANs chúng ta sẽ được học. Nhưng mà làm như vậy làm gì mà cực cực như vậy đúng không? Đâu cần thiết phải cực như vậy, chúng ta chỉ cần dùng một cái spectral filtering là chúng ta ra kết quả rồi. Đúng không? Để đôi khi là cái lựa chọn của chúng ta nó nằm ở chỗ là smart, chúng ta phải nghĩ coi lựa chọn theo hướng nào sẽ ra nhanh nhất. À, chứ không phải cứ thấy ảnh này mà muốn thành ảnh này là phải nghĩ đến một cái mạng deep learning thì nó lại quá là đau to bu lớn đúng không? Dữ liệu lại không có nữa lấy đâu mà làm đúng không? À, dữ liệu có thì học, chứ không có thì cũng chả biết học sao. À, thì đơn giản chúng ta chỉ cần filtering là xong. Đó là kỹ thuật computer vision các bạn cũng nên phải nắm để mình thích ứng với những cái bài toán nó rất đơn giản, nó giải quyết một cách đơn giản ha, không cần phải giải quyết quá phức tạp. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm bức ảnh nó trở nên rõ hơn. À, đó, thay vì làm mờ chúng ta có thể làm rõ ảnh, cũng chỉ là kỹ thuật này thôi. À, thì bạn thấy là giả sử chúng ta xếp một cái đường từ A đến B đi ở bức ảnh này đi. À, đường A đến B bạn thấy là chỗ này là cái chỗ mà nó bị gì các bạn? Chỗ này là chỗ bị ánh sáng nè. Thì nó đang sáng nè. À, xong rồi nó dần dần nó giảm dần đúng không? Giảm dần. Thì cái chỗ khoảng này là khoảng tối nhất nè. Thì nó là chỗ này. Xong rồi gặp một cái đường này nó sẽ là tăng bất ngờ lên, cái đường gặp này nè, đó nó tăng bất ngờ lên. Ở chỗ này chỗ này tối lại ha. Ở qua chỗ này bắt đầu sáng lại. Thì bạn cần phải định nghĩa những cái bước, những cái vị trí nó sẽ xảy ra. Cái đoạn nó đang từ sáng giờ xuống tối dần người ta gọi là ram. Cái đoạn mà nó lập tức nó lên ngay lập tức đó, người ta gọi là insolation. Cái đoạn mà nó đều người ta gọi là flat. À, cái đoạn mà nó có một cái nhỏ nhỏ ở đây, một cái nốt nhỏ nhỏ ở đây người ta gọi là thin. À, và bắt đầu nó chuyển qua một khu vực khác người ta gọi là step đúng không? Đó. Đúng không? Thì bạn lấy đạo hàm bậc 1 á, bạn đạo hàm bậc 1 á, bạn sẽ kiếm được những vị trí gì các bạn? Những vị trí đỉnh này đúng không? Đạo hàm bậc 1 ha. Đạo hàm bậc 1 thì nó sẽ bằng 0 ở những vị trí constant đúng không các bạn? Và nó sẽ khác không ở vị trí là onset hoặc là step hoặc ram. Chỗ step ram nè, onset nè ha. Đúng không? Đạo hàm bậc 2 thì nó sẽ bằng 0 ở constant. À, nó sẽ bằng 0 ở những chỗ onset. Tức là những chỗ bắt đầu nè. Những chỗ bắt đầu này sẽ không bằng 0 ha. Sẽ khác không, còn những chỗ này sẽ bằng 0, đúng không? Bằng 2 mà. À. Như vậy là gì, đạo hàm bậc 1 nó sẽ detect được cái khu vực này. Còn đạo hàm bậc 2 nó sẽ detect được những cái vị trí mà bắt đầu biến thiên ha, những cái đỉnh này nè. Như vậy đạo hàm khi mà bạn lấy đạo hàm mà biết được những chuyện đó thì bạn hoàn toàn có thể build được một cái filtering để làm rõ bức ảnh này lên. Thì build bằng cách nào? Thì mình sẽ lấy đạo hàm theo hai hướng ha, đạo hàm theo hướng x và hướng y, đây gọi là đạo hàm thành phần.
thì chúng ta chỉ cần di chuyển qua bên phải, chúng ta lấy những cái intensity bên phải ha, thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được tạo hàm của Fx ha, và chúng ta lấy những intensity bên dưới, chúng ta tính tạo hàm của Fy ha, và chúng ta kết hai cái intensity lại với nhau, chúng ta sẽ có một cái tạo hàm thành phần theo hai hướng, đó chính là cái này, đúng không? Và chúng ta chỉ cần lấy tăng của cái này chia này thôi, chúng ta sẽ biết được cái hướng mà chúng ta đang tính là hướng nào. À, cái hướng nào, cái hướng di chuyển của radian nha. Ví dụ cái nón này là hướng di chuyển radian này, cái này hướng di chuyển radian này. Chúng ta nhận lấy tăng ha. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể define được cái phần gì các bạn. Đây là cái phần đạo hàm theo x nè, bạn thấy đạo hàm theo x, bạn thấy là cái giá trị mà dọc này nè, nó rõ. Còn đạo theo y á, chị ngang này nó rõ, đúng không? Và kết hợp hai đạo hàm này nó lại ra một cái đạo hàm thành phần, đạo hàm theo hướng này ha. Thì như vậy là nó sẽ rất là rõ những cái biên, đúng không? Như vậy cái radian này cho chúng ta cái biên rất là rõ ha, biên rất là rõ. À, nếu bạn lấy đạo hàm thành phần nó sẽ ra những cái vị trí nè, những cái vị trí đỉnh nè, những vị trí đỉnh này là những vị trí mà bắt đầu rồi bắt đầu xuất hiện biến thiên, đúng không? Đó. Vậy ở đây là chúng ta lấy được những cái vị trí bắt đầu xuất hiện biến thiên chính là những cái biên nè, biên này chính là những vị trí bắt đầu biến thiên, đúng không ạ? Chính những cái biên này là nơi mình chuyển giao giữa giữa khu vực này với khu vực kia, ha. Nên chính cái đạo hàm bậc hai nè, cái này là chính là cái ảnh này. Như vậy một hình thức để bạn có thể lấy được cái biên của bức ảnh, lấy được cái boundary của bức ảnh chính là bạn lấy đạo hàm bậc hai của bức ảnh đó, bạn lấy đạo hàm của bức ảnh đó ha, đạo hàm của bậc hai lấy radian thôi của bức ảnh đó, thì chúng ta sẽ có được cái này ha. Nếu mà chúng ta có được cái radian rồi thì giờ chúng ta enhance nó lên, enhance nó lên xong rồi chúng ta áp luôn ảnh góc, thì ảnh góc ta sẽ sharpen hơn, sẽ rõ hơn ha, hiểu làm được không? Rất đơn giản, chúng ta lấy đạo hàm bậc hai thì đạo hàm bậc hai của nó, đạo hàm bậc hai của nó chính là đạo hàm bậc hai chính là theo công thức này, đúng không? Đạo hàm bậc hai theo x là x cộng 1 với x trừ 1 trừ cho 2xy. Tại vì bậc 2 mà chúng ta phải lấy x cộng và x trừ trừ đi cái x tại vị trí đang xét. Đạo hàm bậc 2 theo y là lấy y cộng y trừ 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 với y đang xét. Thì nếu bạn kết hợp cả hai này bạn cộng lại á, thì nó sẽ ra công thức này. Mà ra công thức này bạn thấy là 1 x cộng 1 là 1, hệ số là 1. X trừ 1 hệ số là 1, y cộng 1 hệ số là 1, y trừ 1 hệ số là 1 và x y hệ số là trừ 4. Thì bạn gom cái này bạn đẩy thành một cái ma trận thì bạn thấy là 0 0 1 1 trừ 4 này. Thì đây chính là một cái filtering, đúng không? Chính là một cái filtering. Bạn đang cần build một cái filtering mà, thì cái filtering này được gọi là filtering Laplacian, không ạ? Đây là filtering bậc hai Laplacian, filtering chỗ này. Có nghĩa là nếu bạn dùng cái ma trận này bạn đi khắp bức ảnh đó, thì bạn sẽ lấy được cái gì các bạn? Bạn sẽ lấy được cái biên này. Đó. Như vậy sau khi tính đạo hàm xong mình đã build được cái này và mình lấy cái đó mình áp thôi. Mình lấy cái đó mình cho chạy khắp nơi mình thấy được cái gì? Mình lấy được cái biên này, thấy không? Laplacian filtering này. Đó. Đúng không? Đó. Rồi mình scale về trong cái khoảng mà tại vì cái Laplace này giá trị nó âm dương ha, thì mình scale nó về trong cái khoảng 0,1 chẳng hạn. Đó, mình sẽ có bức ảnh nó rõ. Rồi, thì nếu bạn lấy ảnh gốc, bạn lấy ảnh gốc, bạn trừ đi cái ảnh, bạn trừ đi cái ảnh Laplace filtering là trừ đi cái khu vực mà chuẩn bị biến đổi á, thì như vậy cái gap giữa này, cái gap giữa giữa cái chỗ này là các bạn, cái chỗ này mà trừ hai bên nè, nó biến mất á, thì chỗ này nó sẽ ra được cái thành phần gọi là rõ, bức ảnh rõ. Tại vì cái phần mà đạo hàm bậc hai á, đạo bậc hai bạn bạn biết đạo hàm bậc hai nằm ở đâu không bạn? Nãy thầy nói rồi, đạo hàm bậc một thì nó nằm ở mấy cái đỉnh này đúng không, nó nằm mấy chỗ này đúng không, mà đạo hàm bậc hai nó nằm ở mấy cái chỗ nè, mấy cái chỗ mà bắt đầu xuống và bắt đầu lên nè, đó chỗ này chứ, bắt đầu xuống bắt đầu lên nè, tức là nó nằm ngay chỗ người ta gọi là onset á, onset đó, bạn hiểu không? Onset ha. Nó không nằm ngay chỗ gọi là nó không nằm ngay chỗ là RAM đâu, hay nó không nằm ngay chỗ là isolate đâu, mà nó nằm ngay chỗ gì các bạn? RAM và isolate là đạo hàm bậc một, à, đạo hàm bậc hai nó nằm ngay chỗ gì các bạn? Nó nằm ngay chỗ là onset, onset là bắt đầu á, onset và offset ha. Có nghĩa là bắt đầu lên và bắt đầu xuống á, tức là nằm ở đây, nằm ngay chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, ha. Thì chính những chỗ bắt đầu đó, nếu bạn lấy cái này, bạn lấy bức ảnh này, bạn trừ những cái chỗ mà Laplacian là bắt đầu đó thì tách ra, thì như vậy là phía trong cũng bị trừ, phía ngoài bị trừ, thì cái ở giữa này nè, cái ở giữa này nó sẽ được highlight lên so với cái xung quanh rất nhiều. Từ đó bạn thấy một bức ảnh nó sharpen rất là rõ. Nó sharpen là do hai phần trước và sau chúng ta đã bỏ đi rồi, thì cái biên này nó sẽ nó khi mà nó so với xung quanh nó sẽ rất là rõ. À, bạn thấy một bức ảnh này bạn highlight là bạn thấy mọi thứ nó rõ ràng rất là nhiều. À, và công thức của sharpening đơn giản là lấy ảnh gốc trừ đi cái ảnh Laplace bậc hai, tức là trừ những vị trí mà onset và offset ra, thì những vị trí này sẽ được highlight lên, enhance lên rất là rõ. Như vậy rõ ràng cái sparking filtering này nó giúp cho bạn có thể sharpen bức ảnh
bên cạnh cái chuyện mà làm mờ ảnh thì có thể làm đỏ ảnh. Như vậy nếu bạn làm những câu chuyện này, bạn sẽ đơn giản như vậy, mình không phải dùng bất cứ một cái mạng deep learning nào hết, mình chỉ dùng kỹ thuật computer vision thôi là mình có thể làm đỏ ảnh, đúng không ạ? Thì mình sẽ lựa chọn thôi đó. Tại vì không phải lúc nào cũng deep learning đâu, deep learning chỉ là khi mà mình có sẵn cái nguồn cơ sở liệu thôi, chứ không, rất là khó ha các bạn, nói deep learning nhưng mà không có dữ liệu cũng như vậy thôi ha. Đó, bạn thấy một bức ảnh được sắp bên thì có những cái biến thể, cái của Bayesian là chỗ này trừ 4 1 1 0 0, nó theo công thức này, nó theo công thức bằng phần hai này, thì mình map vào thôi à, đó thì công thức chuẩn nó vậy, nhưng mà có những biến thể nó có thể là 5 trừ 1. Cái biến thể này là do nó người ta tự thêm thách vô để cho nó cái việc mà rang nó rõ hơn, bức ảnh nó rõ hơn à, nên người ta gọi là cái này gọi là symbol variant, nhưng mà nếu mà những cái biến đổi khác người ta gọi là variant of Laplacian, có nghĩa là những cái người ta thêm thách vô để cho kết quả nó tốt hơn à, hoặc người ta chỉnh sửa gì đó à, thì bạn thấy là rõ ràng mình cũng chấp nhận thôi. Thật ra khi mình nhìn vô công thức này mình rất không hiểu, thật ra công thức này xuất phát từ công thức này à, người ta chỉnh sửa lại à. Vậy bạn thấy là sắp bên bức ảnh rất là dễ đó. Bạn thấy là bây giờ chúng ta có rất nhiều cái thuật toán à, tại vì trong tay chúng ta có gì, trong tay chúng ta có ảnh gốc, trong tay chúng ta có ảnh bị mờ, ảnh mờ chúng ta làm được đúng không à, trong tay chúng ta có một cái ảnh gọi là ảnh mask, chẳng hạn chúng ta đặt một cái ngưỡng đi à, thì với ba cái ảnh này à, chúng ta hoàn toàn có thể tạo rất nhiều ảnh, ví dụ như ảnh 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 sharp, ảnh in sharp, hay là ảnh high boost filtering. High boost filtering có nghĩa là bạn bạn làm cái việc mà nó sharpen nhiều lần, 4 5 lần à, bạn sắp bên càng nhiều lần, tức là chạy không những một lần mà 2 3 lần nữa thì bạn làm cho nó gọi là high boost ha. Đó, bạn thấy là gì, mình có ảnh gốc trừ ảnh blur, hay là ảnh blur, hay là ảnh gốc cộng cho k lần ảnh mask ha. Tức là nó chỉ là một cái sự tổ hợp tuyến tính giữa cái những cái gì bạn có trong tay thôi, bạn đã có trong tay cái này cái này cái này, hoặc có những cái khác, bạn bắt đầu bạn thực hiện động tác cộng trừ tổ hợp tuyến tính để bạn ra những cái bạn gọi là unsharp masking hay là high boost filtering ha. Với điều kiện bạn phải giải thích được rõ, giải thích được rõ tại sao nó như vậy ha, tại sao nó unsharp masking ha, thì bạn chú ý phần biên thôi, mình chỉ tập trung giải thích phần biên thôi. Ví dụ lấy ảnh gốc mà trừ đi ảnh blur này, rõ ràng phần biên này nó là sao đúng không, nó sẽ là ảnh gốc trừ ảnh blur, chúng ta sẽ có ảnh gì, ảnh 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 gì các bạn, ảnh giống vậy à, ảnh này à, nhưng mà ảnh này nó sẽ tốt hơn nếu mà dùng Laplace thay vì chúng ta chỉ trừ đúng không. Đó, bạn thấy là mình hoàn toàn có thể dùng cái đó để có thể làm một cái ảnh về 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 à, cái này gọi là ảnh gì ta, ảnh cơ thể con người nè, anh có một cái thuật ngữ ha. Chỉ ảnh ảnh chụp về cơ thể con người, thì ảnh này người ta làm đầu tiên, người ta place nè, ra là cái này nè, sau đó người ta sharpen ra cái này nè, sau đó người ta tìm cái biên ra là cái này nè đúng không, rồi từ cái biên đó bắt đầu người ta mới tích rồi đất giữa hai cái CE ra là cái này, sau người ta sharpen cái này ra là cái này, sau đó người ta lấy cái sắp bên này, người ta áp dụng công thức biến đổi gọi là bao lao mình sẽ học bữa tiếp theo ha. Đó là những cái biến đổi mà chúng ta sẽ kéo cái rank, thay vì từ 0 1 chúng ta sẽ kéo cái rank. Ở đây chúng ta sẽ có cái hàm power, hàm này nó có nhiệm vụ gì các bạn, nó có nhiệm vụ là nếu mà hàm này chúng ta đặt những gamma dưới đây á, thì nó sẽ làm những cái phần tối á, sẽ nên tối hơn, phần sáng cho nên sáng hơn, hay ngược lại chẳng hạn ha, thì như vậy chúng ta làm sáng ảnh hơn ha. Như vậy chúng ta đơn giản là chúng ta chịu khó quan sát và chúng ta chịu khó đưa những cái kiến thức, cái rule nó vào, thì chúng ta hoàn toàn có thể để tạo ra bức ảnh rất là sáng, mọi thứ là sáng hết lên à. Thì cái kỹ thuật mà hồi xưa người ta hay dùng á, người ta đưa kiến thức của chuyên gia vào sẽ làm cái gì, làm giảm gì để ra được bức ảnh này à. Thì kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật computer vision traditional computer vision, có nghĩa là computer vision truyền thống. Và bạn nếu bạn để ý kỹ thì computer vision truyền thống nó không có sai, nó đúng, tại vì đây là những kiến thức rất là chuyên môn ha, cộng trừ nhân chia tất cả những cái ảnh mà chúng ta thu được ha, để ra ra là cảnh mong muốn. Điều này không sai và điều này nó còn chạy rất là nhanh và dễ chỉnh sửa nữa. Giả sử bước này người ta thấy chưa tốt, người ta có thể tăng cái gamma lên hoặc giảm gamma xuống để người ta ra bước tốt hơn ha. Như vậy chỗ này người ta thay đổi một cái một luôn, người ta thay đổi gần như trong trong một tích tắc, người ta có thể thay đổi được cái rule ha. Nhưng bạn dùng deep learning để bạn ra được bức ảnh này, nhưng mà nó không phải đơn giản ha, bạn đổi rule không đơn giản ha. Đó, như vậy computer vision truyền thống nó vẫn có một, nó vẫn là một cái gì đó nó rất là rõ ràng luôn, và nó cần rất là cái kinh nghiệm chuyên gia, và khi chuyên gia đã bút vô thì nó chạy rất là stable luôn đó, nó rất là chuẩn luôn, nó có đưa đúng cái rule đó à.
thì luôn luôn có một cái câu hỏi là tại sao tôi đang chạy tốt, tôi đang biến đổi ảnh tốt thì tôi cần phải dùng deep learning đúng không? Mà qua mình phải giải thích cho người ta, à thuyết phục người ta tại sao mình dùng deep learning. Thì giờ người ta đang chạy rất tốt, ra được này, ha, đó, mà suy nghĩ, ha, câu chuyện đó nó không đơn giản, mà là câu chuyện thuyết phục người ta, ha. Thì mình phải thuyết phục người ta là cái bức ảnh chụp mình nó có thể không có ánh sáng đều như vậy, nó có thể bị tối hơn hẳn hoặc cái gì đó, deep learning thì sẽ tốt hơn. Còn cái này nó cũng good thôi nhưng mà nó đảm bảo ảnh nó phải chuẩn. Rồi, thì bên cạnh kỹ thuật này chúng ta sẽ có kỹ thuật một số kỹ thuật morphology, người ta gọi là biến đổi hình thái học. Thì những kỹ thuật biến đổi hình thái học này sẽ giúp cho các bạn gọi là post processing. À, post processing có nghĩa là hậu xử lý, chứ không phải tiền xử lý. Hậu xử lý có nghĩa là bạn sau khi bạn làm ra xong á, thì bạn lấy kết quả đó, bạn 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 áp dụng một số phương pháp hậu xử lý thì kết quả nó sẽ tốt hơn nữa và dễ ra quyết định hơn. Ví dụ như là bạn chạy deep learning xong thì bạn extract từ chữ E chữ A. Nhưng sau khi extract chữ A chữ A, nếu bạn dùng hình thái học á, bạn hoàn toàn có thể làm cho chữ E chữ A nó rõ hơn. Bằng cách là bạn biến đổi deletion erosion thì bạn thấy chữ E nó đang rất là đứt khúc như vậy, máy máy rất là khó nhận diện đây là chữ E hay chữ A với bị đứt khúc như vậy. Thật ra nếu máy nếu deep learning mà nó học kỹ, nó học được nhiều data thì nó sẽ biết được đây chữ E chữ A, nhưng nếu nó học không đủ data nó sẽ rất khó nhận biết đây chữ E chữ A. Như vậy chúng ta phải hỗ trợ nó bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện thao tác này, chúng ta làm cho chữ E chữ A nó rõ hơn. Thì nếu nó rõ kiểu này rõ ràng là máy máy học nó sẽ dễ dàng, nó detect được đây là chữ E chữ A rất là dễ dàng mà nó không gặp bất cứ vấn đề gì hết. À, như vậy cái những cái xử lý như vậy nó hỗ trợ rất nhiều cho ra kết quả cuối cùng mình, đúng không? Thì bạn thấy là chúng ta có deletion erosion đây. Deletion là gì? Deletion là chúng ta làm cho cái khu vực mà chúng ta quan tâm á nó trở nên to hơn, bự hơn. Còn erosion là chúng ta làm cho khu vực quan tâm nó trở nên nhỏ hơn. À, ở đây chúng ta không còn xoay trái xoay phải nữa mà chúng ta đang biến đổi ảnh, bạn hình dung không? Đó, bạn hình dung nè, trong tay bạn chỉ có một cái bức ảnh là morphology ảnh gốc, nhưng mà bạn dùng một số kỹ thuật bạn có thể tạo ra n ảnh khác, bạn thấy không? Bạn có thể tạo ra ảnh này, vậy là gì? Từ bức ảnh này bạn tạo rất nhiều ảnh này, vậy máy nếu mà máy nó học hết tất cả những ảnh này có phải là nó hiểu chữ này tốt nhất không? Đó, như vậy bạn đâu bạn bạn có thể làm giàu lên bức ảnh của mình hả, bằng những kỹ thuật này, đúng không? Đó, thì bạn thấy là deletion là nó sẽ làm cái khu vực chúng ta nó bự hơn đây, deletion bự hơn hả, bự hơn. Thì đơn giản thôi, nó cũng dùng một cái cửa sổ, một cái cửa sổ nhỏ nó trượt khắp bức ảnh này. Thì nó trượt đến chỗ nào mà nó đụng đến chỗ màu đen á, chỉ cần một phần nhỏ của trong cái cửa sổ này mà nó đụng đến phần màu đen này thì toàn bộ cái vùng ngoài cửa sổ này sẽ được đô màu đen hết. Bạn hiểu không ạ? À, đây nó đụng một phần nhỏ đây thì toàn bộ chỗ này sẽ được tô màu đen hết. Nó đụng phần nhỏ này toàn bộ như thế. Như vậy là sau khi mà cái này nó chạy qua khắp bức ảnh thì cái vùng màu đen chúng ta nó sẽ được mở rộng đến đây luôn. À, như vậy cô như vậy là cái vấn đề ở đây là gì? Nếu chúng ta định nghĩa cửa sổ này lớn thì nó sẽ mở rộng rất lớn, còn nếu chúng ta định nghĩa cửa sổ này nhỏ thì sẽ mở rộng nhỏ. Và nếu chúng ta định nghĩa cửa sổ này nó không phải là hình vuông mà nó là một hình hình gì các bạn, hình kim cương, thì nó sẽ là được mở rộng theo kiểu hình kim cương. Hình kim cương là sao? Thì ví dụ ha, nếu bạn định nghĩa cái cửa sổ B, cái B này gọi là một cái yếu tố cấu trúc ha, yếu tố cấu trúc, thì nếu cái chỗ đó nó là như vậy. Cái chỗ B thì nó cái B à. Đó, cái B nó mà là một một hết như vậy á, nó là cấu trúc như vậy thì rõ ràng chỉ cần cái này nó trượt đến vị trí mà đụng chỗ này là một thôi nè, tức là chỗ này cái ảnh gốc chỗ này là một mà chỗ này cũng là một nè, thì toàn bộ những khu vực khác đều gắn bằng một hết, có nghĩa là nó sẽ mở rộng như vậy à. Mở rộng thì đây là gọi là cấu trúc vuông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể định nghĩa cấu trúc hình kim cương, có là chúng ta chỗ này bằng không, chỗ này bằng gì? Không, không, chỗ này bằng gì? Không. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc hình kim cương đúng không? Thì trong cấu trúc hình kim cương nó phải đụng chỗ này thì nó mới mở, nó mới expand thành chỗ này. Tức là đụng số 1 chỗ này thì nó mới expand thành số 1 chỗ này. À, đó. Tại chúng ta nếu mà chúng ta dùng cấu trúc hình kim cương thì quá trình expand của nó sẽ không có vuông đâu, nó sẽ expand thành kim cương. À, đó. Như vậy chúng ta define cái B này quan trọng, define cái B này kiểu gì thì nó sẽ mở cái đó. À, nó sẽ mở cái đó, đúng không? Đó thì chúng ta có expand, còn erosion thì ngược lại. Thì erosion là thu nhỏ, bạn thấy cái hình ảnh gốc nó đang thu nhỏ lại ha, nó nếu dùng nhìn nó mỏng lên, nó mỏng lại ha, mỏng lại. Thì cái này nó ngược lại, cái này là toàn bộ cái khu vực này, toàn bộ cái cấu trúc này nó lọt hẳn trong cái màu đen á, nó lọt hẳn trong vùng màu đen thì nó mới được giữ lại. Còn chỗ nào mà nó không lọt hẳn á thì nó sẽ bị xóa đi. Thì bạn thấy là nếu cái khu vực này, cái hình này mà nó nằm lưng chừng nửa vời nè thì toàn bộ khu vực lưng chừng này sẽ bị xóa đi, không còn màu đen nữa. Nhưng khi cái hình này nó lọt hẳn trong đây nè, thì nó mới được giữ lại.
Như vậy rõ ràng sau khi nó chạy như vậy thì cái hình này nó không thể nào nó nhìn như ban đầu được, nó sẽ nhỏ lại. Tại vì những cái trường hợp mà nó dính một phần á, nó sẽ bị xóa đi. Nó phải nằm lọt sẵn nó mới giữ lại ha, dính một phần nó sẽ bị xóa đi. Thì xóa 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 đi rõ ràng cái này nó sẽ nhỏ lại. Đúng không ạ? Thì gọi là erosion. À, chúng ta làm nhỏ cái vùng mà chúng ta quan tâm lại. Đúng không? Đó. Những hình thái học này nó sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong cái việc mà hậu xử lý, tiền xử lý hay là tạo thêm data trong quá trình deep learning nha. Thầy không có phủ nhận là deep learning hiện nay rất là ok, nó có thể detect rất là tốt, nhưng mà deep learning nó vẫn cần sự hỗ trợ của một cái biến đổi tiền xử lý và hậu xử lý bằng một kỹ thuật xử lý ảnh nào đó ha. Hoặc có những bài toán rất đơn giản chúng ta cũng chẳng cần dùng deep learning bởi vì chúng ta không có dữ liệu thì chúng ta dùng xử lý ảnh ha. Còn phải xác định trong trong cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái vai trò của computer vision, chứ không là bạn rất là không không hiểu được cái vai trò đó đâu ha. Rồi bên cạnh cái việc mà deletion erosion thì chúng ta có cái opening và closing ha. Opening là chúng ta mở rộng, thì opening là chúng ta sẽ thu nhỏ xong rồi chúng ta phóng to lên. Thì khi mà chúng ta thấy cái hình này là những cái số 1 rồi nè, ở đây cái khu vực chúng ta quan tâm là màu đen, nhưng mà ở trong đây trong cái hình này khu vực quan tâm chúng ta là màu trắng nha. À, tùy màu thôi ha, tùy cái chúng ta đảo đảo số 1 hay số 0 thôi. Thì khu vực chúng ta là màu trắng đi, thì chúng ta erosion có phải là những cái vùng này nó sẽ thu nhỏ lại đúng không, nó chỉ còn bằng này thôi. À, đó. Sau đó chúng ta mở rộng ra thì nó sẽ phóng to lên. Thì nếu bạn nhìn cái này với cái cuối, cái đầu với cái cuối, bạn cảm thấy gì? Bạn thấy thấy là những cái phần mà nó lỗ chỗ này sẽ bị mất, nó sẽ bị mất. À, nó sẽ giữ lại cái phần mà đặc nhất, đúng không? Phần gì đặc nhất thì phần đặc nhất chỗ này. Vậy cái quá trình này gọi là opening. Opening chính là bạn bỏ những cái phần mà râu ria nhỏ nhỏ đi, à, bạn giữ lại cái phần mà gọi là tốt nhất, gọi là opening. Còn trong trường hợp mà bạn thấy cái râu ria này nó cũng quan trọng á, thì bạn sẽ dùng closing. Closing là sao? Là bạn sẽ phóng to lên, sau đó bạn mới thu nhỏ lại. Thì khi bạn phóng to lên, những cái lỗ này nó sẽ được fill hết ha, những cái fill hết, đúng không? Phóng to nó fill hết. Thì như vậy là chúng ta thông kê phóng to xong thu nhỏ lại thì chúng ta sẽ có cái vùng này, khu vực này với khu vực này nó sẽ khá giống nhau, nhưng mà cái lỗ này sẽ được fill hết. À, để trong trường hợp mà bạn detect object nó chỉ có bằng này thôi, bạn muốn detect object nó tốt hơn thì bạn chỉ cần dùng thao tác là closing, bạn sẽ có object tốt hơn. Trong trường hợp bạn detect object mà nó có rất nhiều cái râu ria, mà những cái râu ria nó làm cho kết quả bạn sai, thì bạn dùng opening để bạn chỉ thu được cái phần cốt lõi thôi. Giả sử bạn detect cái khối u đi, khối u mình nó có rất nhiều cái râu ria này, nhưng mà bạn muốn biết nhân khối u nằm đâu. À, khối u ngoài cái chuyện mình detect được khối u, mình cũng biết là nhân của nó nằm đâu và dịch của nó nằm đâu. Dịch là phần ngoài, còn nhân là phần chính. À, thì đã xác định được phần nhân thì sao? Bạn dùng cái tag opening, bạn ra lại cái nhân của khối u. Xong rồi lấy cái khối u gốc trừ đi cái nhân thì ra phần dịch của khối u. Đó. Thì đôi khi chúng ta cần phải có những cái bước morphology này để chúng ta ra cái kết quả tốt hơn, đúng không bạn? Ví dụ bạn đi tag lửa đi, thì tag cháy đi. Thì bạn phải biết là cái ngọn lửa nó xuất phát từ đâu, còn cái phần còn lại chỉ là khói với cái khác thôi. Thì bạn sẽ phải giảm lên xuống, bạn sẽ biết cái nguồn ngọn lửa xuất phát từ đâu. Đúng không? Đó, rất là nhiều câu chuyện ở đó ha. Và đương nhiên là chúng ta deep learning không thể làm việc đó được, chỉ có một 4G chúng ta mới có thể phân tích điều đó ha. Thì như vậy là chúng ta có opening và closing, đúng không? Đơn giản là đóng và mở thôi. Rồi chúng ta có những kỹ thuật như là top hat hoặc là back hat. Top hat, back hat thì nó làm thao tác gì? Đầu tiên là cái biên nó như vậy, sau đó nó sẽ thực hiện thao tác là erosion, là nó sẽ giảm xuống, đúng không? Erosion là thu nhỏ lại, đúng không ạ? Thì nó sẽ xuống đây. Mà khi nó xuống đây á, thì nó sẽ lấy phần này, nó sẽ lấy hai phần này nó trừ nhau để ra cái phần này. Phần này là phần top hat nè. Top hat giống như phần đỉnh núi á. Tức là nó sẽ tính tấp xấp xỉ để ra cái phần đỉnh chỗ nào. Top hat. Thì nó sẽ ra được phần đỉnh này. Còn cái phần mà bottom hat nó sẽ ra phần dưới này. Thì như vậy là một bức ảnh của bạn á, nếu bạn dùng top hat bạn sẽ ra, bạn sẽ chỉ ra những vị trí sáng nhất. Nó sẽ ra những bạn vị trí sáng nhất so với xung quanh. Và back hat thì nó sẽ ra những vị trí tối nhất so với xung quanh. Thì đôi khi cái kỹ thuật này nó giúp bạn gì các bạn? Giúp bạn detect ra biển số xe chẳng hạn. Đúng không ha? Nó rất nhiều câu chuyện hay ha. Vậy detect cái biển số xe chúng ta không cần phải deep learning, chúng ta có thể dùng cái này, chúng ta có thể ra được cái biển số xe, đúng không? Đó. À. Tất nhiên là nếu dùng deep learning vẫn detect được. Nhưng mà và đương nhiên deep learning sẽ detect tốt, nhưng mà chúng ta không có dữ liệu học thì nó cũng chịu, đúng không? Đôi khi chúng ta dùng computer vision chúng ta ra được. Tại vì cái biển số xe này là sáng nhất trong bức ảnh này. Đúng không? Nó sẽ ra lại cái phần sáng nhất ở đây. Đây, hai phần sáng nhất đây. Đó. Dùng top hat. Mấy ảnh y khoa bạn, ảnh y khoa mà xác định khối u người ta cũng dùng top hat, back hat được luôn ha. Đúng không? Đó, bạn thấy top hat nó sẽ chỉ ra những cái biên nào mà dày nhất. Còn back hat nó chỉ ra những cái màu đen nào mà dày nhất, đúng không? Đơn giản là dùng kỹ thuật này xong rồi nó cắt cái chóp đi thôi, nó ra được cái chóp gọi là top hat mà.
nó map cái chop xuống, nó cách phần dưới ha, phần dưới tức là nó erosion đến cái mức mà chỉ còn hai cái đỉnh này thôi, thì cái này gọi là black hat ha. Rồi và còn rất là nhiều kỹ thuật nữa, và tất cả những kỹ thuật này các bạn sẽ làm bài thực hành tiếp theo ha. Đó, tức là những kỹ thuật này nó chỉ là những kỹ thuật liên quan đến morphology rất là nhiều ha. Đó là kỹ thuật tìm được pin ngoài, tìm pin trong và pin biến đổi ha. Pin biến đổi bạn hay dùng Rayan giống nãy mình học á. Tức là từ cái này bạn có thể tìm được pin ngoài, pin trong và pin biến đổi ha. Dùng kỹ thuật này. Thì đơn giản là lấy ảnh gốc trừ đi ảnh gì? Erosion. Lấy ảnh gốc trừ ảnh erosion thì sẽ ra là pin pin gì các bạn? Pin trong. Lấy ảnh dilation trừ ảnh gốc sẽ ra bên ngoài. Đúng không? Bạn phóng to bức ảnh lên xong bạn trừ đi cái ảnh gốc thì phải ra bên ngoài không? Bạn lấy bức ảnh bạn thu nhỏ lại, bạn trừ ảnh gốc. Ảnh gốc trừ là bên trong đúng không? Bạn lấy bức ảnh thu lờ phóng to trừ đi bức ảnh thu nhỏ thì bạn ra cái bên giữa đúng không? Radian. Nếu mình nghĩ kỹ nó rất là logic ha, và nó ra là những cái bên này cho bạn. Ha. Bên trong mà thấy không? Bên trong bên ngoài ha. Đó. Các bạn lưu ý là sau này nó sau này AI nó sẽ đi đến những cái ứng dụng mà nó chi tiết hơn rất nhiều. Ví dụ như bạn xác định cái độ dày của mạch máu á, bạn muốn xác định độ dày mạch máu thì bạn làm sao? Có một cái mạch máu á, bạn phải xác định độ dày của nó, bạn mới biết được tắc nghẽn động mạch ở đâu đúng không? Thì để xác định độ dày mạch máu bạn phải lấy gì các bạn? Bạn phải lấy phần radiant boundary là phần này nè. Tức là phải lấy bên ngoài từ bên trong nè thì bạn mới biết độ dày của mạch máu. Nó mới ra chính xác độ dày mạch máu. Hiểu không bạn? Và nếu bạn chỉ lấy cái giá trị ngưỡng thôi nó không đúng ha, không đúng độ dày. Bạn phải lấy radiant boundary để ra độ dày chính xác của mạch máu. Thì đó mình sẽ estimate cái mạch máu đó, chỗ nào nó bị tắc nghẽn, chỗ nào nó bị vấn đề. Như vậy rõ ràng làm những chuyện đó nó dành rất nhiều cái kiến thức của chuyên gia, cần rất nhiều kỹ thuật của mình chứ không đơn giản là deep learning nữa ha. Deep learning làm câu chuyện đó hơi khó đúng không? Bạn đâu có đủ ảnh để bạn train đâu, đúng không? Rồi chúng ta có những kỹ thuật là thinning, thinning là làm mỏng hơn. Thì thiên nhiên thì đơn giản là một cái quá trình đại quy, tức là bạn cứ erosion, bạn cứ thu nhỏ lên ha, thu nhỏ dần thì nó sẽ ra được cái ảnh ảnh rất là mỏng ha, ảnh thiên nhiên ha. Tức là bạn càng làm thì ảnh nó càng mỏng lên ha, thu nhỏ dần thì cái cấu trúc mà chúng ta di chuyển nó sẽ định được là nằm ở tất cả các góc ha. Thì tất cả góc khi quay cấu trúc này nó sẽ thu nhỏ dần cuối cùng nó chỉ còn cái phần mà mỏng nhất thôi ha. Cái này bạn xem tương tự này ha. Và tương tự thickening cũng vậy, thickening thì bạn sẽ thực hiện thao tác là hội, tức là bạn làm bạn bạn sẽ thực hiện thao tác thickening xong bằng hội với cái thickening đó thì bạn sẽ có cái phần mà gọi là thickening nó dày hơn đúng không? Tương tự bạn sẽ có scanton thì bạn sẽ lấy cái phần mà bạn lấy phần erosion nè trừ đi erosion mà erosion lần nữa. Có nghe bạn lấy cái erosion mà trừ đi erosion mà nó erosion lần nữa này ha, thì bạn cứ trừ dần như vậy, trừ đến khi nào mà nó không trừ nữa thì nó còn cái đường duy nhất ha, cái đường này được gọi người ta gọi là cái skeleton, là cái khung xương của con ngựa ha. Thì đôi khi mình detect con ngựa hơi khó nhưng mà mình detect khung xương thì dễ. Cái khung xương này giúp bạn làm gì các bạn? Bữa bài đầu tiên thì nói các bạn á, khung xương này nó giúp giải quyết câu chuyện các bạn có thể xác định về hành vi người đó đang làm gì. Mình có thể giữa cái khung xương này mình xác định người này đang đứng ha. Mình có giữa khung xương này mình xác định con người này đang đứng, có nghĩa là đôi khi mình sẽ dùng khung xương để xác định behavior hơn là dùng cái ảnh gốc, hiểu không bạn? Thứ nhất khung xương nó cái đặc trưng nó rất là nhỏ, nó là vừa phải, vừa đủ loại detect, không có ảnh gốc thì nhiều đặc trưng quá ha, đúng không? Scanton cũng là thức để xác định khung xương, và khung xương rất là hay ha, là behavior. Rồi chúng ta cũng nhớ cái này thầy nói sơ qua ha, là biết các kỹ thuật, tất cả những kỹ thuật này nằm trong phần OpenCV hết rồi. Chúng ta chỉ gọi để thực thi thôi ha. Là chúng ta học lý thuyết để chúng ta hiểu hơn nó thôi. Đúng không? Thì ở đây chúng ta có kỹ thuật là filling ha, tức là điền vào chỗ trống, là fill mấy cái chỗ lỗ. Thì cách để filling là bạn gì các bạn? Là bạn bạn sẽ thực hiện thao tác là dilation, sau đó bạn giao với phần gì các bạn? Bạn giao với thành phần gì? Bạn giao với thành phần gọi là complement, là phần bù á ha. Không? Ví dụ như phần này đi, phần bù của nó có phải là ở giữa không ạ? Cái hình đó là hình này, phần bù của nó phải là ở giữa và bên ngoài không? Ha? Ở giữa và bên ngoài. Thì nếu bạn giao phần bù á thì có phải là cái chỗ này nó sẽ được fill không? Ha? Fill. Nó sẽ không còn cái lỗ nữa. Ha? Sau filling nó sẽ mất cái lỗ. Ha? Mất cái lỗ.
người ta gọi là lấp đầy lỗ ha, retail filling. Thì nếu bạn biết kết hợp những cái mà nãy mình biết về những morphology á, thì mình có thể gọi là tiền xử lý, cái này gọi là tiền xử lý, bạn thấy không? Bức ảnh đầu vào chúng ta có rất là nhiều, nếu mà chúng ta bỏ này vào deep learning cũng ok thôi ha, cũng học được thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tiền xử lý một chút thì ở đây chúng ta phục vụ cho deep learning rất là nhiều. Tiền xử lý là gì các bạn? Đầu tiên bạn erosion, bạn thu nhỏ lại, sau đó bạn deletion lên, đúng không? Đúng không? À, deletion lên, sau đó deletion lần nữa, và sau đó lấy cái gì, lấy cái gì các bạn, lấy cái kết quả deletion này, các bạn erosion lần nữa thì bạn ra lại cái này. Thì ảnh này với ảnh này nó khác nhau chỗ nào? Ảnh này nó sẽ có, nó sẽ mất mấy cái nhỏ nhỏ này ra, à, mấy cái chỗ đứt khúc này ha, mấy cái chỗ mà nó dính sát sát là nó sẽ rõ hơn. Thật ra cũng tùy chúng ta, tùy nhận định chúng ta thôi, tại vì nếu mà chúng ta biến đổi vừa phải á, thì thật ra chúng ta dừng ở đây chúng ta sẽ không tốt, dừng ở đây nó sẽ không nối ha. Nhưng mà nếu nối lại nó sẽ ra này. À, ra này, chỗ này là vẫn chưa tốt, tại vì nó chưa nối, nó vẫn đứt khúc nhiều quá, tại vì chúng ta cố xóa những cái điểm nhiễu này dẫn đến đứt khúc này. Nhưng nếu chúng ta biến đổi một chút, chúng ta vẫn là trở lại cái gốc mà nó nối với nhau, bớt đứt khúc hơn, mà đặc biệt là nhiễu bị xóa đi. Như vậy gọi là enhancement cái filtering thôi, đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta học về phương pháp liên quan đến filtering và morphology. Thì kỹ thuật cuối cùng chúng ta học hôm nay sẽ là về liên quan đến miền tần số. Thì bức ảnh của chúng ta trong miền không gian đó, thì nó sẽ là, nếu chúng ta coi x là một cái không gian. Thật ra thì ở đây bức ảnh là hai chiều ha, có nghĩa chúng ta có hai cái x lực, x ngang và x dọc, đúng không? Hai chiều mà, ngang và dọc. Còn f của chúng ta là gì? F của chúng ta chính là intensity. Bạn lưu ý ha, f là intensity, có nghĩa là cái mức độ sáng của bức ảnh, của điểm ảnh ha, của điểm ảnh. Thì chúng ta có x chạy từ 0, từ từ 0255 chẳng hạn ha, của theo trục ngang, theo trục đứng ha. À, cái này nếu chúng ta kết hợp cả hai luôn ha, cả ngang đứng luôn, nghĩa x từ 0255 thì đây là chính là histogram, đúng không? À, đó. Thì cái này dù là như thế nào thì cái hình này nó cũng gọi là cái miền spatial ha. Spatial. Thì ở đây nó sẽ biến đổi Fourier bằng cách là gì các bạn? Bằng cách là nó sẽ mô tả cái đường này các bạn, mô tả cái đường này nè bằng tổ hợp những hàm sin và cos. Nó là tổ hợp những hàm sin và cos. Có một cái luật định luật ha, mà ông Fourier ông đã chứng minh là bất cứ một cái đường nào, bất cứ một cái mô tả, một cái phân bố nào đều nó là tổ hợp tuyến tính của tất cả hàm sin và cos ha. Thì danh sách những hàm sin và cos đó, trong những hàm sin và cos đó nó có gì các bạn? Nó có cái bước nhảy của nó chính là 2 pi trên cho omega, đây là bước nhảy của hàm sin, đúng không? Tức là từ đây đến đây nó sẽ lặp lại, gọi là 1 2 pi trên omega ha, theo công thức là a sin omega này ha. Theta được gọi là cái phase, đúng không? Ha. A được gọi là cái độ cao, amplitude. Như vậy là gì? Một hàm sin nó sẽ có một cái độ cao, nó sẽ có omega x chính là bước bước period của nó, mà period của nó chính là chính là 2 pi trên omega. 2 pi chia omega các bạn, tại vì tính tính bằng radian mà, 2 pi chia omega chúng ta sẽ ra được cái bước ha. Và phi là cái phase. Đó. Thì như vậy rõ ràng là với một cái hàm bất kỳ ở đây, nó sẽ là tổ hợp tuyến tính của các hàm sin và cos. Điều đó có nghĩa là nó là sẽ tổ hợp rất nhiều cái period và phase và amplitude. Đúng không các bạn? Amplitude. Thì như vậy là những cái đó mà chúng ta biểu diễn thành một bức ảnh giống như vậy. Tức là chúng ta lấy tất cả những cái period hoặc là cái phase hoặc là cái amplitude, chúng ta biểu diễn thành một bức ảnh giống như vậy. Tại đây là miền không gian, x là một giá trị. Bây giờ x của mình bây giờ nó có thể là phi, nó có thể là omega, nó có thể là a. Tại bây giờ cái x của chúng ta không quan tâm x nữa, chúng ta sẽ quan tâm đến gì? Quan tâm đến phi, quan tâm đến omega và quan tâm đến a. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái ba cái ảnh tương ứng. Trong ba cái ảnh đó thì cái ảnh mà hệ số là hệ số a chính là ảnh miền tần số, đúng không? Thì chúng ta có cái ảnh không gian gốc đây, thì chúng ta thử biến đổi, thử thử mang một trong ba giá trị này là a, omega và theta biểu diễn thành một bức ảnh thì sao ha. Thì khi chúng ta đây là tổ hợp sin cos ha, tổ hợp sin cos, thì chúng ta biểu diễn một bức ảnh, cái này gọi là biến đổi Fourier nha các bạn ha. Thầy không có muốn nói sâu là tại sao, làm cách nào để biến đổi thành sin cos ha, nó có cách, nhưng mà chắc chắn hàm nào cũng có thể mô tả bằng sin cos được hết ha. Thì khi mô tả sin cos thì những cái giá trị mà a b này nè, A, B này là theo hai hướng khác nhau đó, thì nó sẽ bị biến thành bức ảnh. À. Bạn thấy không? Một cái hàm các bạn dù có
Ví dụ cái hàm của mình là hàm này đi, một chỗ này và trừ một chỗ này, thì nó là tổ hợp những hàm sin cos như vậy, bạn thấy không? Rất nhiều hàm sin cos. Là những hàm sin cos này mà càng tổ hợp nhiều nó càng hình thành ra cái hàm giống như cái hàm mình đang muốn mô tả. Hàm muốn mô tả là hình thành là hàm 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 là kiểu giống bậc thang này nè. Thì mình nó có rất nhiều hàm sin cos kết hợp với nhau, tính min với nhau thì như vậy cộng hết với nhau lại ha, thì nó sẽ ra được cái hàm giống như ta. Đó. Cái này chẳng ai để chứng minh là gì, dù bạn có cho một cái hàm nào đó thì tôi vẫn có một cơ số cái hàm sin cos để biểu diễn nó. Đúng không? Theo những cái periods khác nhau, đúng không? Và nếu chúng ta đưa những cái giá trị mà hệ số của nó, hệ số A và hệ số B của hàm sin cos lên một cái hình ảnh. Đây là hình ảnh gốc ha, hình ảnh này là chúng ta có x, nhưng mà x sau khi được biến đổi hàm sin cos thì nó sẽ có danh sách là AB theo hai hướng sin và cos. Thì AB hướng sin cos nó sẽ ra cái hình này. Đó. Thì cái hình này bạn thấy là cái hình này là miền tần số của bức ảnh này. Hình này nó thể hiện điều gì? Hình này nó thể hiện nó điều là gì các bạn? Là những cái mà omega còn nhỏ thì nó sẽ là miền tần số cao. Miền tần số ở đây miền tần số thấp ở giữa ha, còn ra ngoài là miền tần số cao. Thì trong miền tần số thấp á, là nó sẽ chứa tất cả những năng lượng của bức ảnh này. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chứa tất cả những cái context của bức ảnh này. Context là cái áo nè, cái mặt nè, cái nón nè, nó sẽ nằm ở giữa. Còn những cái phần mà biên đã nằm ở bên ngoài, đúng không? Để nếu chúng ta chỉ giữ cái phần giữa thôi, dịch năng lượng chính thôi, thì chúng ta sẽ nhìn được bức ảnh này có hai người đàn ông, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn không rõ lắm tại vì cái biên nó bị xóa rồi. Nhưng nếu chúng ta xóa cái giữa đi, chúng ta chỉ giữ được cái miền tần số thôi, miền số cao ngoài thôi, thì chúng ta sẽ thấy được cái gì các bạn, cái boundary của bức ảnh này. Đó. Như vậy rõ ràng là gì, chúng ta hoàn toàn có thể trích được context và boundary bức ảnh này thông qua miền tần số. Và thậm chí trên miền tần số này nếu chúng ta biến đổi một chút, chúng ta vẫn có thể làm bức ảnh này nó rõ hơn, nó sharpen hơn, bằng cách là chúng ta sẽ áp dụng một cái function cho những cái thông tin bên ngoài nó, sao các bạn, nó tăng lên, nó highlight lên, thì chúng ta bức ảnh này nó rõ hơn. Bên cạnh đó, cái miền tần số cũng cho chúng ta thông tin gì, nó còn cho chúng ta biết là cái bức ảnh này nó sẽ có khuynh hướng là theo chiều nào, đúng không? Ví dụ bạn thấy là có rất nhiều thông tin theo chiều dọc, đúng không, theo chiều x, đúng không, và một số thông tin theo chiều ngang. Thông tin là thông tin biến đổi á, biến đổi radian á, đó. Thì thông tin bạn thấy là cái hình này nó có thông tin rõ là chỗ này với chỗ này. Như vậy là cái số thông tin mà nó biến đổi theo chiều vuông góc á, là cái hướng chính của bức ảnh này, đúng không? Thì chúng ta sẽ coi ví dụ nó rõ hơn. Đó, thì nếu mà bạn chỉ là một chấm tròn thôi, thì nó sẽ có rất nhiều chấm. Khi mà biến đổi qua miền không gian gốc á, nó sẽ rất nhiều chấm này, bởi vì nó đi theo quy tắc miền tần số mà, đi theo quy tắc của periods mà, đúng không? Nhưng mà nếu cái hình chấm tròn này bạn 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 không cho nó là số 1 á, mà bạn cho nó là một cái hàm mà nó lớn nhất ở giữa và ra ngoài càng mờ, thì bạn sẽ có được cái phần mà gọi là những cái điểm trắng này, nhưng mà nó sẽ mờ ra ngoài ha. Cái này cũng vậy, ý cái này nó muốn chứng tỏ là gì, là những cái thông tin mà trên miền tần số chính là những thông tin lặp đi lặp lại trong cái miền gốc ha, miền không gian gốc. Thì bạn thấy một bức ảnh như vậy ha, mình sẽ trích ra được cái power là cái miền tần số ha, còn amplitude là cái cường độ ha. Thì hai này khá giống nhau. Power là mình áp một cái hàm để mình hàm 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 để cho cái này nó rõ hơn thôi. Thì bạn thấy là cái phase này ha, thì thầy ít dùng phase lắm, thầy quan tâm đến cái power nhiều hơn, cái hệ số A nhiều hơn, có nghĩa là thầy quan tâm đến cái A này hơn, thầy biểu diễn cái A này nhiều hơn, cái AB nè, chứ thầy không có biểu diễn cái phase. Cái phase nó cái hình nó khó nhìn hơn đó, để cái phase. Như vậy là với cái này mà thầy drop phần giữa đi, thầy giữ lại phần bên ngoài, thì thầy sẽ có được cái phần biên, là cái high pass ha. High pass là phần biên tần số cao, nhưng nếu thầy giữ lại phần ở giữa, thầy xóa hết phần bên ngoài đi, thì thầy sẽ có low pass. Low pass là phần mờ. Hồi nãy thầy nói rồi, phần lớn năng lượng của mình đó, nó năng lượng mà nó năng lượng mà nó chuyển hóa thành cosine đó, thì phần lớn cái năng lượng AB nè, nó sẽ tập trung vô những cái tham số đầu tiên, những cái tham số đầu tiên, những tham số đầu tiên nó sẽ nằm ở giữa, đúng không? Còn càng ra xa thì nó càng mất dần, đúng không? Mất dần thông tin, mất dần năng lượng. Thì càng ra xa thì sao các bạn? Nó chỉ còn cái phần cạnh thôi, còn cái phần mà context nó sẽ mất. Nếu mình nếu sao bạn mình xóa phần giữa, mình giữ ngoài thì nó mình giữ phần cái này là mình đang giữ phần giữa, đúng không? Mình xóa phần ngoài nó mờ ha. Còn cái này là mình còn cái ảnh này, là cái ảnh này là mình đang xóa phần giữa, giữ phần ngoài, nó sẽ là ảnh biên ha.
biên nhiều hơn. Và bên cạnh đó miền tần số nó sẽ cho biết bạn cái chiều hướng của bức ảnh. Ví dụ bức ảnh này mà nó chéo như vậy nè, nhiều thông tin chéo như vậy nè, thì cái miền tần số của nó sẽ có dạng như vậy. Tại dạng như vậy nó sẽ vuông góc cái này à, tại vì chéo như vậy nó sẽ làm nó sẽ nhận biết là gì các bạn, nó sẽ nhận biết là cái miền tần số chúng ta là có chu kỳ theo hướng này đúng không, có chu kỳ theo hướng này, thông tin có chu kỳ theo hướng này, thì lập tức là nó tính ra miền tần số theo cái hướng ngang ngang này à. Thì chúng ta nhìn thấy nó chéo như vậy, chúng ta sẽ hình dung là bức ảnh chúng ta phần lớn là nó nghiêng chỗ này. Còn nếu mà ảnh thẳng như vậy chúng ta sẽ có phần này à. Đúng không? Chỗ này nó chi tiết hơn à, chi tiết hơn, cái này nó rời rạc hơn đó. Thì nếu chúng ta drop hết chúng ta à, ở đây các bạn như vậy rõ ràng là gì à, nếu các bạn chuyển tất cả những ký tự ABCD thành miền tần số thì hoàn toàn có thể dùng miền tần số để nhận diện coi ký tự là ký tự gì mà không cần dùng đến OCR luôn. Có nghĩa là nếu thầy lưu cái miền tần số như vậy, những thông tin miền tần số như vậy, thầy có một bức ảnh miền tần số khác thì hai bức ảnh đó thầy trừ nhau thôi, tính lỗi thôi, cái lỗi mà đủ nhỏ thì thầy hoàn toàn có thể nhận biết đây là chữ Z mà thầy không cần phải dùng đến OCR. Tại vì cái câu chuyện ta dùng miền tần số cho 26 chữ cái, chúng ta lưu được 26 cái miền tần số là câu chuyện chúng ta làm đâu có khó khăn gì đâu hả. Nhưng mà tuy nhiên tại sao chúng ta lại không dùng miền tần số nhìn OCR, bởi vì đơn giản OCR của chúng ta nó cái miền tần số này nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái background. Nếu bắt ra chúng ta mà chéo như vậy hoặc là dọc như vậy là miền tần số nó khai liền rồi, đúng không? Những cái bắt ra kiểu này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp miền tần số, nên cái chữ Z này mà nó nằm không sao, nó nằm đơn giản được, chứ mà nó nằm trên một cái bắt ra mà kiểu như vậy là chết, là miền tần số chúng ta sẽ không còn đúng nữa à. Như vậy nếu các bạn muốn dùng miền tần số để recognize cái gì đó thì hãy đảm bảo cái bắt ra mình là nó symbol nhất, nó không bị ảnh hưởng à. Chứ bắt ra mình kiểu như vậy là thua, đúng không? Thì bên cạnh cái DFT á, là Fourier, chúng ta có DCT là cosine. Cosine thì cái hàm biến đổi của nó không có syncope mà chỉ có cos thôi. Nếu mà hàm biến đổi của nó không có syncope mà chỉ có cos thôi thì thông tin nó sẽ tập trung phần lớn ở trên góc này. Nếu mà hàm biến đổi của ta mà có syncope thì thông tin phần lớn tập trung ở giữa. Ở giữa nha các bạn. Thông tin phần lớn tập trung ở giữa nếu mà chúng ta có biến đổi hàm syncope, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ biến đổi hàm cos thôi, hoặc là cosine á, thì thông tin chúng ta sẽ nằm ở trên cùng. À, cục. Đó. Thì sự khác biệt giữa DFT thông tin phần lớn nằm ở giữa và hai bên là hai frequency. Còn đối với DCT thì thông tin nằm bên trái, nằm góc trên cùng này, tại vì nó chỉ có một hàm cosine thôi, hàm cosine sẽ xuất phát từ đây à. Thì y hệt thôi à. Còn đối với biến đổi wireless thì người ta thay vì người ta dùng hàm e mũ trừ 2g. Cái này đây là cái hàm mà để dùng để biến đổi Fourier, thì người ta thay cái hàm này bởi một cái hàm mà hàm người ta gọi là hàm mẹ ha, hàm mẹ là hàm phi AB này. Thì hàm mẹ của người ta có thể chọn bất cứ hàm nào, nhưng mà những hàm này có tính chất như sau: những hàm này phải đối xứng, tức là thông tin nó phải đối xứng để nó triệt tiêu. Thứ hai nữa, hàm này có phải mức độ dao động là ở giữa dao động nhiều và hai bên dao động ít. Tại sao nó cần những cái hàm này? Tại vì những cái hàm này rất là hay, tại những hàm này có thể bắt những vị trí gọi là biên rất là dễ, bằng cách là cho hàm này nó thu nhỏ lại. Hàm này thu nhỏ lại nó có thể bắt những vị trí biên, tại vì khi thu nhỏ lại cái hàm này nó dao động rất nhanh ở chỗ này. Thì những cái biên nào mà những cái chỗ biên đó là những cái chỗ mà chuyển trạng thái rất nhanh từ từ trạng thái này qua trạng thái kia, thì khi áp với cái hàm này nó rất là khớp, đúng không? Còn tuy nhiên những hàm này nếu mà kéo dài ra, cho cái này là chia căn 2, cho cái này là 2, thì hàm này kéo dài ra, thì chỗ kéo dài của hàm này nó có thể bắt những vị trí gì các bạn? Không phải biên, là những vị trí gì? Context. Như vậy những vị trí context bức ảnh chúng ta sẽ dùng cái hàm mà hàm mẹ này mà bị kéo dài ra, tức là một trên mấy nó sẽ kéo dài ra. Tuy nhiên nếu như chúng ta muốn bắt những vị trí gì các bạn, những vị trí mà biên á, biến đổi nhanh á, chúng ta dùng hàm mẹ này ở vị trí thu nhỏ lại. Như vậy là hàm mẹ này nó sẽ có A và B, với A là mức độ scale và B là mức độ di chuyển ha, dịch qua lại qua trái qua phải. Tại sao hàm này phải dịch các bạn? Bởi vì nó phải đi khắp nơi trong bức ảnh để nó bắt các vị trí, đúng không? Tức là những chỗ này cái hình này nó sẽ đi khắp nơi bức ảnh để bắt những vị trí gọi là biên, nhưng mà cái này nó sẽ đi khắp nơi vị trí bức ảnh để bắt những vị trí gọi là context, đúng không? À, thì đó là lý do chúng ta có hàm mẹ này có hai giá trị là AB, một giá trị là di chuyển, một giá trị là scale để nén lại. À. Thì thay vì dùng hàm E mà thông thường là biến đổi Fourier thì dùng hàm này, thì những cái hàm này được gọi là hàm wireless. À, wireless. À, thì những hàm này nó sẽ phân rã bức ảnh ra thành nhiều thông tin hữu ích hơn so với Fourier. Fourier nó chỉ phân rã thành nó chỉ cho chúng ta một bức ảnh duy nhất là bức ảnh tham số này thôi. À, đây là một bức ảnh duy nhất của Fourier, tại vì Fourier nó chỉ có một cái biến duy nhất ở đây là E mũ trừ FT. À. Trong cái đó thằng Wireless nó lại có hai biến là AB.
Như vậy với Wayless chúng ta sẽ phân rã một bức ảnh gốc thành rất nhiều bức ảnh chi tiết chứ không phải là chỉ bức ảnh này ha. Và đúng như vậy, Wayless nó ra chúng ta ảnh từ bức ảnh gốc ha, nó sẽ biến đổi thành bức ảnh chi tiết theo các hướng, hướng dọc, hướng ngang, hướng chéo. Xong rồi từ cái ảnh nó lại biến đổi tiếp, cuối cùng nó có bức ảnh này, đây là bức ảnh mà chưa được biến đổi, nhưng mà cái kích thước sẽ nhỏ hơn ha, nhỏ dần. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy là gì, thông tin nó sẽ bị giữ lại trước khi mà đi vào những cái mức sâu hơn. Như vậy bức ảnh này nó sẽ nhỏ hơn bức ảnh gốc rất nhiều, nhưng mà bù lại những cái thông tin của bức ảnh gốc được lưu hết ở đây. Vậy nếu chúng ta gửi ảnh qua mạng, chúng ta sẽ gửi rất nhanh, bởi vì chúng ta gửi những cái ảnh trắng đen này qua mạng rất nhanh, ảnh này là rất nhỏ, chúng ta gửi rất nhanh. Như vậy là Wayless là một hình thức chúng ta nén ảnh rất tốt. Bên cạnh đó, những cái hệ số Wayless này cũng dùng cho máy học học cũng rất là tốt. Tức là máy học mà nó phân biệt những hệ số này với những hệ số này, nó hoàn toàn biết đâu là modern và đâu là cô gái. Tại vì những hệ số này là những hệ số khác biệt trong rất là nhiều giữa hai bên, đúng không? Như vậy biến đổi Wayless, những cái thông tin Wayless này, nếu mà bỏ vô một mạng neuron hay bỏ vô một cái mà machine learning, chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt đâu là bức ảnh này và đâu là bức ảnh này. Bên cạnh đó là cái Wayless nó giúp cái việc mà nén ảnh với truyền tải ảnh qua mạng rất là nhanh, bởi vì những cái tham số này chỉ là những tham số rất là đơn giản ha. Chỉ có cái này bức hình này nó sẽ phức tạp, nên bức hình phức tạp này là rất là nhỏ, cái size này nhỏ hơn rất nhiều so với bản gốc ha. Về cái việc chuyển bức ảnh này qua mạng, với chuyển ảnh qua mạng nó sẽ nhanh hơn rất nhiều chuyển một bức ảnh bự qua mạng, đúng không? Thì Wayless nó vừa có mức độ, nó vừa giúp các bạn có thể chích được đặc trưng để phân loại ảnh, mà nó vừa giúp bạn có thể là transfer đặc trưng này, transfer bức ảnh này qua internet rất là nhanh. Vậy là bạn thấy Wayless nó là một cái đặc trưng mà thầy nói trước nha, là hiện giờ thì miền tần số người ta bớt quan tâm, bởi vì người ta đang quan tâm đến việc mà giải bài toán deep learning cho tốt nhất. Nhưng mà chúng ta không biết trong trong tương lai miền tần số có thể comeback lúc nào cũng không biết ha. Tức là trong tương lai sẽ đến một cái thời điểm nào đó mà người ta cần cái miền tần số để người ta truyền dữ liệu qua mạng hay là học sau đó cho nhanh hơn, thì có thể người ta sử dụng cái miền tần số. Như vậy mình nên biết cái này trước, để ví dụ trong tương lai mình có những kỹ thuật mới liên quan miền tần số, mình sẽ không bỡ ngỡ được ha. Dù gì miền tần số nó cũng là một cái hồi xưa đã rất quan tâm, nhưng mà vì deep learning phát triển hôm nay nên người ta tạm thời bớt quan tâm nó, nhưng mà rồi nó sẽ comeback lại ha. Đó. Ok, chúng ta kết thúc bài học ở đây ha. Thì thầy sẽ export video và gửi cho các bạn. Thì do thầy mấy thầy anh ở Quốc Đa nó có vấn đề, thầy đã chuẩn bị rồi ha. Thầy muốn chạy lại lần nữa cho ok trước khi gửi bài thực hành cho các bạn. Chúng ta có hai bài thực hành ha, Fail Detection và Traffic Size. Thì thầy sẽ gửi các bạn, và bữa tới mình sẽ tập trung vào cái phần application ha, sau khi mình đã học được bài lý thuyết này ha. Các bạn thắc mắc gì không các bạn, trước khi chúng ta nghỉ? Ok em, ok, chắc tí thầy export luôn, tại thầy hay quên á, chắc tí export luôn. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại.